Cha tôi rõ ràng từ nhỏ dạy tôi luyện tập quyền pháp phục hổ, vậy mà sau khi mất lại để lại một thanh trường đao, muốn tôi hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng, nhìn di vật ông để lại, trong lòng tôi lại tràn ngập một cỗ nộ khí không tên. Bởi vì không lâu trước đó, tôi vì bênh vực kẻ yếu mà đánh nhau với người ta giữa đường, khiến mọi người ở huyện Trường Trạch vây xem. Sau khi tôi thi triển toàn bộ 16 lộ phục hổ quyền, đối phương không những không hề hấn gì mà còn chặt đứt 32 chỗ gân mạch của tôi, khiến tôi trở thành phế nhân. Trận chiến đó khiến tôi nổi tiếng, được đặt cho biệt hiệu thiếu hiệp hổ hổ, trở thành trò cười lớn nhất huyện Trường Trạch. Cha tôi, Trần Đại An, vì cứu tôi, bất chấp mưa gió đi 3 ngày 3 đêm, cõng tôi vào Tam Thiên Tuyết Lý, chỉ để tìm một vị dị nhân có chút giao tình với ông nội, mong được giúp đỡ. Nhưng Trần Đại An tuyệt đối không ngờ rằng, con trai ông trên đường đi đã chết, bị tôi, người xuyên không đến, thay thế. Lúc này, tôi vừa đánh xong một bộ phục hổ quyền, thu thế đứng vững, một con hổ sữa toàn thân trắng như tuyết vừa nhảy trái nhảy phải, vừa ôm lấy chân tôi cào loạn xạ, vô cùng vui vẻ. Tôi giang hai tay, thuận thế bế cục bông lên, ngươi lại trúng chiêu rồi, tôi không nhịn được buông lời trêu chọc. Cục bông là tên tôi đặt cho con hổ sữa nhé. Cục bông gầm gừ một tiếng hung dữ, dường như có chút bất mãn, sau đó rúc nửa người vào lòng tôi, liếm liếm môi, lim dim ngủ. Đây là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi kể từ khi xuyên không đến. Kiếp trước tôi chỉ có thể vuốt ve mèo, kiếp này có thể vuốt ve hổ rồi. Tôi ôm cục bông đi về phía hang động tối om, tiền bối, bộ phục hổ quyền này có đáng tin cậy không? Bộ quyền này tôi luyện từ nhỏ, luyện nhiều năm rồi cũng chẳng thấy hiệu quả gì. Sai một ly, đi một dặm, trong hang động truyền ra một giọng nói. Ngươi lúc đầu luyện đã không đúng, chỉ càng luyện càng lệch, dù có luyện thêm 30 năm cũng chẳng luyện được trò trống gì. Lời này nói cũng có lý, bộ phục hổ quyền mà vị dị nhân này truyền cho tôi tuy cũng là 16 lộ, chiêu thức khá giống nhau, nhưng nhiều chi tiết nhỏ lại có sự khác biệt không nhỏ. Sau đó, tôi bước vào hang động, đến bên một con hổ trắng khổng lồ, đặt cục bông xuống bụng bạch hổ. Cục bông dường như ngửi thấy mùi gì đó, mơ mơ màng màng áp mặt vào bụng bạch hổ, mút sữa. Bạch hổ nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng, tràn đầy ánh sáng của tình mẫu tử. Gân gãy xương liền trăm ngày, mà gân mạch đứt đoạn trong cơ thể tôi đã lành lại, chính là nhờ nó, cùng cục bông uống sữa hổ hơn một tháng. Cách bạch hổ không xa, ngồi một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Vị dị nhân này tự xưng là Sơn Trung Khách. Theo lời ông ta, con bạch hổ dị thú tên Sơn Quân này chính là chúa tể của Tam Thiên Tuyết Lĩnh, ông ta chỉ là khách đến trong núi mà thôi. Con theo tiền bối luyện tập hơn một tháng, ước chừng có thể đạt đến cảnh giới nào? Một tháng có thể đến 3 năm công phu của người khác. Nhưng muốn báo thù, tìm tên kia rửa hận thì còn kém xa. Tên kia tu vi hẳn là thất phẩm, ngươi còn chưa nhập phẩm. Thiên hạ phân chia võ giả thành các cấp bậc, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Bây giờ mới bắt đầu luyện võ theo cách của ngài, có phải hơi muộn rồi không? Liệu còn có cơ hội đuổi kịp tên kia không? Tôi lại hỏi Sơn Trung Khách. Đúng là hơi muộn, 17 tuổi gân cốt gần như đã trưởng thành, căn cơ cực kém, dù luyện đúng thì thành tựu tương lai cũng có hạn. Nghe lần này hình như không cứu được nữa rồi, tôi hơi hoảng. Dừng một lát, Sơn Trung Khách mới chậm rãi nói, may mà ngươi được Sơn Quân cho bú sữa một tháng. Đừng xem thường một tháng bú sữa này, dù là con cái nhà giàu có, từ nhỏ dùng vô số dược liệu quý giá bồi bổ thân thể, cũng không bằng một tháng này ngươi đã đặt nền móng. Sơn Quân là dị thú hiếm thấy trên đời, sữa của nó mang lại cho ngươi sự thay đổi còn hơn thế nữa. Đợi cục bông hết thời kỳ bú sữa, muốn uống cũng không uống được nữa. Tôi liếm môi, nói đến mức tôi hơi khát nước, ánh mắt bất giác liếc sang Sơn Quân bên cạnh. Sơn Trung Khách cười nói, huống hồ ngươi còn có cơ duyên nhập thần, lĩnh ngộ võ học sẽ đặc biệt nhanh. Hơn nữa, nhập thần tuy không giúp tăng cường sức mạnh, cảnh giới, nhưng có thể giúp ngươi trong nháy mắt tiến vào một trạng thái đặc biệt. Đây vốn là thủ đoạn mà nhất phẩm tông sư mới có, bây giờ ngươi đã có. Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không, dù sao hơn một tháng nay, tôi chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là nhập thần, quá huyền bí rồi. Vết thương của ngươi đã lành, hôm nay xuống núi đi. Tiếp đó, Sơn Trung Khách phất tay, hạ lệnh đuổi khách. Nếu không địch lại tên kia, câu này vừa đến miệng tôi liền nuốt trở lại, tôi không muốn xuống núi. Dù sao kiếp trước ở huyện Trường Trạch vừa bị người ta chẹn, ai biết xuống núi có đụng phải kẻ thù không. Nếu thấy tôi còn sống, đuổi cùng dệt tận thì đúng là bi kịch. Nhưng vết thương của tôi đã lành. Cha tôi ở dưới núi lo lắng sợ hãi, nếu còn nấn ná trên núi không đi, chắc chắn sẽ khiến Sơn Trung Khách nghi ngờ. Đến lúc đó, ông ta trở mặt đá tôi xuống núi tuyết, ngã tan xương nát thít còn bi kịch hơn. Thực lực hiện tại của ta đối phó với đám dị chủng ở huyện Trường Trạch có mấy phần thắng, tôi lại hỏi. Đám dị chủng đó chỉ là những người bình thường khỏe mạnh thôi. Sơn Trung Khách thản nhiên nói, có mấy phần thắng, còn phải xem ngươi đủ tàn nhẫn hay không. Tôi hiểu ý của Sơn Trung Khách, dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều không phải là người tàn nhẫn. Nhưng một khi bước chân vào giang hồ, tôi chỉ có thể buộc phải thích nghi, thay đổi. Tôi không khỏi nhớ đến một câu, kẻ nào người giang hồ, thân bất do kỳ. Ánh mắt Sơn Trung Khách lóe lên vẻ khác lạ, người nói vô tình, người nghe hữu ý, người tuổi còn nhỏ mà đã có thể có cảm ngộ như vậy, thật hiếm có.
Một lát sau, Sơn Trung Khách hoàn hồn, gật đầu với tôi, lộ ra vẻ khen ngợi, thằng nhóc này dường như cũng không tệ, đúng là người sinh ra để đột nhập giang hồ. Sơn Trung Khách nói 8 chữ này khiến tôi bối rối. Chỉ tiếc nơi này không có rượu, tôi thầm nghĩ, Sơn Trung Khách vừa rồi câu nói đó không biết là cố ý hay vô ý, đây là đang gợi ý tôi sao? Tôi như bừng tỉnh, thử thăm dò hỏi, khi khác con mang vài bình rượu lên đây cùng tiền bối uống vài chén. Sơn Trung Khách khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến. Tôi nhẹ nhàng thở ra, có hy vọng rồi. Cục bông uống no, cuộn tròn người lại, hai chân trước che mắt đang ngủ say. Sơn Quân chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, chuẩn bị đưa tôi xuống núi. Ngọn núi tuyết này cao vút tận mây, phủ đầy băng tuyết. Nếu tôi tự mình xuống núi, chẳng khác nào rơi tự do. Sắp rời khỏi núi tuyết, tôi đứng ở cửa hang nhìn về phía xa, mây mù trắng xóa, trịnh trọng nói, tiền bối, giang hồ còn xa không? Cả đời ngươi ở giang hồ sao lại xa? Xuống núi, tôi men theo trí nhớ trở về nhà. Đẩy cửa bước vào lại phát hiện Trần Đại An không có nhà, tôi trong lòng nghi hoặc. Hai cây cung dùng để săn bắn của hai cha con vẫn treo trên tường, tức là Trần Đại An chưa ra ngoài săn bắn. Đúng lúc này, cửa lớn sân bỗng nhiên bị người ta đá văng, chỉ thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi chậm rãi bước vào. Thôi Vĩnh, Trần Đại An cha con vừa chuyển vào thành, Thôi Vĩnh không ít lần đến cửa gây sự. Sau lưng Thôi Vĩnh còn đi theo hai thanh niên dáng vẻ lưu manh, bên hông đeo đao. Ba người đều là bạch dịch của huyện Trường Trạch, thuộc dị chủng biên ngoại, nhưng dựa vào quan phủ, ỷ thế hiếp người, dân thường không ai dám trêu chọc. Thôi Vĩnh cười nói, mau nhìn xem, đây không phải là vị thiếu hiệp Phục Hổ đại danh đỉnh đỉnh của huyện Trường Trạch chúng ta sao? Phục Hổ quyền ai cũng biết, nhưng dùng Phục Hổ quyền đánh nhau với người ta, ngươi là người đầu tiên. Ta thấy ngươi còn không bằng dùng Vương Bát quyền. Ha ha, thằng nhóc này mạng cũng lớn thật đấy, chúng 32 đao mà vẫn chưa chết. Xem ra Phục Hổ quyền cũng có chút tác dụng, một lộ quyền có thể đỡ được hai đao. Hai tên áo trắng cười ha ha, chuyện của nguyên chủ đúng là có chút buồn cười, nhưng tôi lại không thấy buồn cười chút nào, không chết là tốt rồi. Vũ An quận vừa ban bố văn thư trưng binh, mỗi hộ chọn một nam đinh trên 16 tuổi đến Vũ An quận tu sửa kênh đào. Cha ngươi đang ở trong ngục, chỉ có thể đưa ngươi đến Vũ An quận làm lao dịch thôi. Một tên áo trắng khác cười đều nói, có cơ hội báo đáp triều đình, đây là phúc phận ngươi tu 8 đời mới có, ngàn năm có một đấy. Tôi âm thầm cau mày, đi làm lao dịch cho triều đình chắc chắn là 9 phần chết 1 phần sống. Hơn nữa, Trần Đại An ở trong ngục là chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên. Từ xa nhìn thấy một nhóm thiếu niên thiếu nữ mặc gấm vóc cưỡi ngựa cao to, vênh váo trở về từ bên ngoài, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nhanh lên xem, kia chẳng phải là thiếu hiệp Phục Hổ của huyện Trường Trạch chúng ta sao? Ha ha, thật đúng là hắn vậy mà chưa chết. Nhóm thiếu niên thiếu nữ này chỉ trỏ về phía này, cười đùa bàn tán, không hề kiêng dè. Thiếu nữ dẫn đầu vốn đã đi qua nơi này, nghe thấy mọi người bàn tán, quay đầu nhìn về phía này, không khỏi khẽ cau mày. Lát sau, thiếu nữ lại quay ngựa đi về phía này. Những người phía sau muốn xem náo nhiệt cũng đi theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ khoác áo choàng đỏ rực, dáng người yểu điệu đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía tôi. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, ký ức về thiếu nữ này ùa về trong đầu. Mai Ánh Tuyết, con gái của quán chủ Mai Hoa Ngũ Quán huyện Trường Trạch. Trong lòng tôi dâng lên một chút gợn sóng, nguyên chủ có chút ngưỡng mộ vị Mai Ánh Tuyết này, chỉ là thân phận địa vị hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng. Trần Đại An mỗi lần săn được thú rừng đều bán cho Mai Hoa Ngũ Quán, cũng coi như quen biết với Ngũ Quán. Tôi cùng cha đã từng đến Mai Hoa Ngũ Quán vài lần, may mắn gặp Mai Ánh Tuyết. Nàng cũng mặc một bộ đồ đỏ, hương thơm thoang thoảng. Hóa ra là Mai gia tiểu thư, Thôi Vĩnh cười gượng gạo nói, quận phủ vừa ban xuống văn thư trưng binh, Trần Thương hợp điều kiện, ta cho hắn một cơ hội báo đáp triều đình, thay cha chuộc tội. Mai Ánh Tuyết nhìn tôi một cái, cau mày nói, hắn từng bị thương nặng, cha lại ở trong ngục, bây giờ để hắn đi làm lao dịch, e là quá tàn nhẫn, không thể châm trước một chút sao. Đây là luật pháp triều đình, tiểu nhân cũng không làm chủ được. Thôi Vĩnh vẫn tươi cười đáp lại, nhưng lời nói lại không hề nhường nhịn Mai Ánh Tuyết. Mai Ánh Tuyết trầm ngâm một lát, trong luật pháp triều đình cũng có một điều, nộp 30 lượng bạc có thể thay thế một năm lao dịch. 30 lượng bạc đối với nhà giàu có không là gì, nhưng người bình thường làm lụng cả đời cũng khó mà dành dụm được. Thôi Vĩnh vội vàng nói, đúng là có điều này, nhưng ngài xem vị này có giống người có thể lấy ra 30 lượng bạc không? Thả người đi, Mai Ánh Tuyết lấy ra 30 lượng bạc đưa cho Thôi Vĩnh, ta thay hắn trả. 30 lượng không phải là số tiền nhỏ. Mai sư tỷ, tỷ quan tâm hắn làm gì? Một thiếu nữ mặc gấm cau mày nhìn tôi, vẻ mặt chán ghét. Một thiếu niên khác trông có vẻ trầm ổn trưởng thành hơn mỉm cười nói, Ánh Tuyết sư muội tốt bụng, không nỡ nhìn phế nhân này chịu khổ, mất mạng. Tôi cười lạnh, tên nhóc này giỏi chơi trò tâm cơ, vừa nịnh nọt Mai Ánh Tuyết, vừa không quên dẫm tôi một cái. Tôi sống hai đời người, nhìn đám thiếu niên thiếu nữ này như nhìn trẻ con, bọn họ làm gì tôi cũng đoán được. Hắc hắc, Thôi Vĩnh cười híp mắt,
Mai gia tiểu thư đã lên tiếng, chúng ta chắc chắn sẽ nể mặt. Thôi Vĩnh được lợi, phất tay nghênh ngang bỏ đi. Nhìn Mai Ánh Tuyết ba lời hai tiếng đuổi Thôi Vĩnh đi, tôi có chút nghi hoặc, không biết tại sao nàng lại ra tay giúp đỡ, dù sao hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn Mai Ánh Tuyết, chắp tay nói, đa tạ Mai cô nương ra tay giúp đỡ. Chuyện của ngươi ta có nghe nói, người làm ngươi bị thương là thiếu bang chủ Hắc Thủy Bang. Ngươi không cần lo lắng, hôm đó hắn chỉ hộ tống đồ của Hàn Ngự Sử từ Tây Bắc vận đến, ghé qua huyện Trường Trạch nghỉ ngơi một chút, bình thường không ở đây. Nghe vậy tôi hơi yên tâm, chỉ cần tránh người của Hắc Thủy Bang là sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Hắc Thủy Bang thế lực rất lớn, ngay cả quan phủ cũng không muốn trêu chọc. Hôm đó, tuần bộ, nha dịch của nha môn đều có mặt, kể cả người của võ quán chúng ta, nhưng không ai dám ra tay, chỉ có ngươi. Dừng một chút, Mai Ánh Tuyết rất nghiêm túc nói, Trần Thường, ngươi là người tốt. Tôi cười khổ, một câu nói chuyển nếp gấp khiến tôi không biết nói gì. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại, vừa vào game đã nhận được một tấm thẻ người tốt. Lần này không chỉ mang nợ, còn nợ cả ân tình. Hơn nữa, 30 lượng chỉ miễn lao dịch năm nay, sang năm trưng binh, Thôi Vĩnh kia vẫn sẽ tìm đến cửa. Ngoài bỏ tiền ra, còn cách nào khác có thể miễn lao dịch không? Gia nhập thế gia đại tộc hoặc trở thành môn khách của tông thất quyền quý, đương nhiên cũng có thể tu luyện đến một trình độ nhất định, đến Vũ An quận định phẩm. Theo luật pháp Đại Càn Quốc, võ giả nhập phẩm có thể miễn lao dịch. Tôi suy tư, xem ra cuối cùng vẫn phải dựa vào luyện võ, chỉ có một năm, phải nhanh chóng nhập phẩm. Nhưng luyện võ tốn kém rất nhiều, mỗi năm ít nhất cũng phải mất hơn 100 lượng bạc, nhà nghèo khó mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Mai Ánh Tuyết lại nói, thực ra bây giờ ngươi tuổi hơi lớn, gân cốt phần lớn đã định hình, dù có đủ tiền bạc và tinh lực để luyện võ, e rằng cũng khó mà nhập phẩm. Không sao, ta được Sơn Quân cho bú sữa một tháng, tôi bĩu môi. Đa tạ chỉ điểm, tôi chắp tay nói, 30 lượng bạc nợ cô nương, xin hãy cho thêm chút thời gian. Không gấp, Mai Ánh Tuyết mỉm cười, nàng không hy vọng tôi có thể trả được. Đối với tôi càng nhiều hơn là thương hại và đồng cảm. Còn một chuyện, tôi hỏi, nghe nói cha ta ở trong ngục, đây là chuyện gì vậy? Cô nương có thể cho biết một hoặc hai không? Mai Ánh Tuyết nói, ta nghe người của võ quán nhắc đến vài câu, hình như là lệnh tôn làm bị thương người của quan phủ, kinh động đến nha môn, Thôi Bất Đồng đích thân ra tay bắt lệnh tôn đi. Tôi cau mày, theo trí nhớ của nguyên chủ, Trần Đại An luôn an phận thủ thường, sao lại vô cớ làm bị thương người của quan phủ? Vị Thôi Bất Đồng này và Thôi Vĩnh vừa rồi có quan hệ gì? Mai Ánh Tuyết nói, dù sao đi nữa, lệnh tôn xung đột với quan phủ vẫn là có chút thiếu suy nghĩ, dù sao cũng là dân không đấu lại quan. Tôi không đáp lời, trong lòng không đồng ý. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tân Hoàng đăng cơ đã đại xá thiên hạ, trừ 10 tội ác tày trời, còn lại tù nhân đều được thả, lệnh tôn hẳn là cũng nằm trong số đó, ngươi đến nha môn hỏi thử xem. Ánh Tuyết sư muội, chúng ta đi thôi, về muộn sư phụ lại trách phạt. Thiếu niên bên cạnh nghe mà không kiên nhẫn được, thúc giục một tiếng. Được rồi. Mai Ánh Tuyết mỉm cười với tôi, rồi cưỡi ngựa đi. Còn tôi thì ra khỏi cửa, đi về phía nha môn. Trước cửa nha môn, Trần Đại An ở trong ngục bệnh chết rồi, ngươi đến vừa lúc, mau khiêng toàn thây đi, nhìn trướng mắt. Hai nha dịch vẻ mặt chán ghét, ném toàn thây xuống rồi quay người vào nha môn. Tôi nhìn toàn thây trước mặt mình đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, mặt lạnh như nước, cau mày không nói. Không có lời giải thích, cũng không có cơ hội hỏi, người chết rồi, thì an táng thôi. Như vậy, chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra Trần Đại An khi còn sống đã phải chịu đựng tra tấn dã man, không thể nào là bệnh chết. Xuyên không đến đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp Trần Đại An, không ngờ lại là theo cách này. Nói tôi đối với Trần Đại An có tình cảm sâu đậm thì cũng không hẳn. Nhưng dù không phải trọng sinh vào tôi, chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy cảnh này cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Tôi lại rất bình tĩnh, ít nhất bề ngoài là như vậy. Lâu thật lâu, tôi lặng lẽ cúi người ôm toàn thây Trần Đại An lên lưng, đi về phía nhà. Sau khi xuyên không, tôi vẫn luôn tu luyện trên núi tuyết, cho đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh. Hai mạng người cha con Trần gia cứ như vậy mà mất đi, không ai quan tâm, cũng không có chỗ nào để nói lý, càng không có ai đòi lại công bằng cho họ. Người đi đường trên huyện Trường Trạch nhìn thấy tôi cõng một toàn thây, đều cau mày, tránh xa, chỉ sợ tránh còn không kịp. Lão Tôn đầu, tháng này phải nộp lệ tiền rồi. Lệ tiền trà sao lại tăng nữa rồi? Đừng có lề mề nữa, bảo ngươi nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Không có bọn ta, Ưng Lăng Bang bảo vệ, cái lò rèn của ngươi đã bị người ta đập nát từ lâu rồi. Cách đó không xa, tại một lò rèn, vài tên bang chúng của Ưng Lăng Bang đang thu phí bảo kê. Tháng này làm ăn không được tốt, trong tay chỉ có chút tiền lẻ này, mong đại ca thông cảm cho. Lão Tôn đầu hai tay dâng lên mấy đồng tiền, mặt tươi cười. Mẹ kiếp, chút tiền này mà muốn đuổi ta đi à? Tên kia vung tay tát vào mặt Lão Tôn đầu, chửi ầm lên. Hắn ta vung tay định đánh tiếp thì liếc mắt thấy tôi ở đằng xa, nhíu mày, chết tiệt, ra đường gặp quỷ. Sư huynh, tên kia chửi thầm một câu, giật lấy số tiền trong tay Lão Tôn đầu nhét vào ngực,
phất tay nói, đi, chúng ta tránh xa ra, đừng dính vào vận xui. Tên nhóc kia, cút nhanh lên, để ta gặp lại ngươi lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Tên kia trước khi đi còn trừng mắt nhìn tôi. Tôi mặt không cảm xúc, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến loại người này. Lão Tôn đầu ở lò rèn Trần ra vẫy tay gọi tôi. Tôi dừng bước, hơi do dự, nhưng vẫn cõng Trần Đại An đi về phía lò rèn. Trần Đại An lúc sinh thời có chút qua lại với lão Tôn đầu này, hai cây cung và tên đều được rèn ở đây. Vừa rồi đa tạ ngươi, lão Tôn đầu một bên má sưng đỏ, cười khổ. Tôi lắc đầu, ta cũng không giúp được gì. Trần huynh đệ hắn, lão Tôn đầu nhìn thi thể Trần Đại An, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Tôi im lặng một lát rồi hỏi, Tôn bá bá, còn chuyện gì sao? Có, lão Tôn đầu dường như nghĩ đến điều gì, quay người vào trong nhà, rất nhanh liền mang ra một thanh trường đao đen bóng có vỏ. Tôi nhíu mày. Lão Tôn đầu nói, sau khi xảy ra chuyện, Trần huynh đệ có để lại chút tiền ở đây, nhờ ta rèn một thanh đao tốt. Hắn nói khi ngươi còn nhỏ, từng hỏi ngươi sau này muốn trở thành người như thế nào. Ngươi nói muốn làm một đao khách hành hiệp trượng nghĩa, tung hoành giang hồ. Hắn vẫn luôn nhớ chuyện này, chỉ là nhà nghèo, trước giờ không nỡ. Trần huynh đệ nói từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng mua cho ngươi món quà nào, đợi ngươi lần này đi buôn bán trở về, thanh đao này sẽ tặng cho ngươi một bất ngờ. Tôi nghe xong im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng đặt Trần Đại An xuống, dựa vào lò rèn, đưa tay nhận lấy thanh trường đao. Tôi chỉ là người xuyên không đến, chưa từng sống chung với Trần Đại An, không có tình cảm gì. Tôi sợ phiền phức, thậm chí trước khi xuống núi, nghĩ đến việc phải gặp Trần Đại An, diễn màn kịch tình thâm cha con, tôi cũng thấy phiền. Tôi cũng không thích áp lực của mối thù mấu này. Nhưng không biết tại sao, nhìn thanh đao trong tay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, có chút khó chịu. Đao đã rèn xong, người lại không còn nữa, Trần Đại An cuối cùng không thể tự tay giao thanh đao này cho tôi. Duyên phận cha con kiếp này của hai người cứ như vậy kết thúc, lần cuối cùng cũng không được gặp mặt. Trần huynh đệ hôm đó đến nói chuyện với ta rất nhiều. Lão Tôn đầu tiếp tục nói, sau khi ngươi xảy ra chuyện, thường bị người ta chế giễu, nói ngươi là phục hổ gì đó. Nhưng Trần huynh đệ nhắc đến chuyện này, trên mặt lại tràn đầy tự hào. Hắn nói ngươi là đứa trẻ tốt, là nam nhi có huyết tính, nếu có thể vượt qua, sau này nhất định sẽ là một đao khách danh chấn thiên hạ. Tôi cúi đầu, nhìn Trần Đại An dựa vào lò rèn, trong ngực như có một cỗ khí không tên không chỗ nào để chút. Hai tử, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng. Lão Tôn đầu vỗ vai tôi, khuyên nhủ, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, chúng ta chỉ là người bình thường, gặp phải chuyện này thực sự không có cách nào. Đời người đều là số phận, gặp phải thì chỉ có thể chấp nhận. Người bình thường thì phải chấp nhận số phận sao? Tôi đột nhiên rút trường đao ra, lưỡi đao sắc bén, thân đao sáng loáng, quả thực là một thanh đao tốt. Mà ở cuối thân đao khắc hai hàng chữ nhỏ, Dã Phu Nộ Kiếm Bất Bình Xứ, Ma Tổn Hung Trung Vạn Cổ Đao, tôi khẽ đọc ra. Lão Tôn đầu nói, đây là Trần huynh đệ nhờ ta khắc lên, nói là thường nghe ông nội ngươi nhắc đến, nhất định phải tặng cho ngươi. Tôi tra đao vào vỏ, nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Tôi sợ phiền phức, nhưng tôi càng sợ áy náy. Bởi vì Trần Đại An, tôi mới có cơ hội luyện võ trên núi tuyết, vết thương lành lặn trở về. Đã đến thế giới này, sống lại một đời với thân phận này, ân oán của thân xác này tôi phải tiếp nhận, đây chính là giang hồ. Một lát sau, khi tôi mở mắt ra, thân xác đã khôi phục lại bình tĩnh, cổ kính không gợn sóng. Sống lại một đời, tôi không muốn chấp nhận số phận. Nếu phải chấp nhận, tôi chỉ chấp nhận thanh đao trong tay này. Thân mang lợi khí, sát tâm tự sinh. Tôn bá bá, cha ta vô cớ sao lại đắc tội với người của quan phủ, rốt cuộc là đắc tội với ai, tôi hỏi. Chuyện này không trách cha ngươi, lão Tôn đầu nói, nghe nói là tên Thôi Vĩnh kia. Chưa nói hết câu, ánh mắt lão Tôn đầu liếc thấy từ xa có mấy tên mặc áo trắng vừa uống rượu xong, đang loạng choạng đi về phía bên này. Lão Tôn đầu trong lòng căng thẳng, ngậm miệng không nói, à, ta cũng chỉ nghe người ta nói bậy thôi, ngươi đi nhanh đi. Đa tạ, tôi không hỏi tiếp, nói lời cảm tạ, đeo đao vào bên hông, một lần nữa cõng thi thể Trần Đại An đi về nhà. Tôi tạm thời đặt thi thể Trần Đại An ở nhà. Bây giờ mới qua tháng giêng, thời tiết lạnh, thi thể đặt ở ngoài cũng sẽ không bị phân hủy. Thông tin mà lão Tôn đầu tiết lộ cũng gần giống với những gì tôi phỏng đoán trước đó. Muốn biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa Trần Đại An và quan phủ, Thôi Vĩnh là nhân vật mấu chốt. Cho dù không có tin tức của lão Tôn đầu, tôi cũng sẽ tìm hắn ta đầu tiên. Tuy nhiên, tôi không lập tức ra tay. Mấy ngày nay, tôi ngày ẩn đêm hiện, âm thầm quan sát thói quen sinh hoạt của Thôi Vĩnh, ghi nhớ thời gian, địa điểm và quy luật tuần tra ban đêm của nha dịch huyện Trường Trạch. Bên cạnh Thôi Vĩnh còn có hai tên nha dịch khác, thường xuyên ra vào cùng nhau. Tôi rất kiên nhẫn. Đêm khuya tĩnh mịch, gió bắc thấu xương, tôi ngồi yên trong sân, lau đi lau lại thanh trường đao trong tay, trong đầu không ngừng suy diễn hành động tiếp theo, cân nhắc từng chi tiết, nghĩ đến những biến số có thể xảy ra và cách ứng phó. Tôi đang chờ đợi thời cơ. Màn đêm càng dày đặc, mây đen giăng kín, một bông tuyết óng ánh từ từ rơi xuống lưỡi đao lạnh lẽo. Tuyết rơi rồi, hơn nữa càng rơi càng dày,
gió cũng càng lúc càng mạnh. Tuyết này rơi thật đúng lúc, gió tuyết không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn che giấu mọi dấu vết. Tôi đứng dậy, tra đao vào vỏ, ra khỏi cửa. Đêm tối gió lớn, trời đất lạnh giá, trên đường huyện Trường Trạch vắng tanh, ngay cả nha dịch tuần tra cũng không muốn ra ngoài làm việc. Thời tiết quỷ quái này, mấy lão ra ôm mỹ nhân trong chăn ấm áp, lại để anh em chúng ta ra ngoài tuần tra. Ai bảo chúng ta là nha dịch chứ, Thôi Vĩnh cũng là nha dịch mà chẳng phải chịu khổ. Nhị thúc của Thôi Ca là Thôi Bộ Khoái huyện Trường Trạch, võ giả cửu phẩm do triều đình sắc phong, chúng ta sao sánh bằng được. Hai tên nha dịch, một cao một thấp, từ quán rượu đi ra, tay xách bình rượu, mặt đỏ bừng vì say, miệng không ngừng than thở. Chúng ta đi qua kia một vòng, làm cho có lệ rồi về ngủ, thời tiết này chó cũng chẳng thèm ra ngoài. Ta thấy được đấy, hai người loạng choạng đi một lúc, một người chỉ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, qua kia giải quyết nỗi buồn một chút. Hai tên nha dịch lại dìu nhau rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, nào biết bọn chúng sẽ phải trả giá cho quyết định này. Lúc này, hai tên nha dịch đứng bên bức tường đất, cởi thắt lưng, vừa đi tiểu vừa nói chuyện phiếm. Cao Ca mặc áo trắng vừa nói đến chuyện của tôi mấy hôm trước thì bỗng nhiên cảm thấy cổ họng lạnh toát. Hắn theo bản năng há miệng định nói nhưng phát hiện mình không thể thốt ra một chữ nào, chỉ phát ra những âm thanh kỳ quái hơ hơ. Một dòng chất lỏng ấm nóng, nhấp nháp chảy dọc theo cổ. Hắn dường như ý thức được điều gì, đột nhiên trợn trừng mắt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, theo bản năng đưa tay bịt cổ họng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cao Ca áo trắng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, ý thức dần dần tan biến. Tên lùn mặc áo trắng bên cạnh đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Vừa mới uống rượu, bị gió thổi, đầu óc choáng váng, lại vừa đi tiểu xong, bất giác dùng mình một cái. Bịch, Cao Ca áo trắng đột nhiên ngã sấp xuống trước mặt hắn. Ha ha, xây thành ra thế này, tên lùn áo trắng chưa nói hết câu thì đột nhiên nhíu mày. Mặt tuyết trước mắt dường như bị cái gì đó nhuộm đỏ. Tên lùn áo trắng lắc mạnh đầu, tập trung nhìn lại. Hít, cái nhìn này khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy một vật lạnh lẽo, sắc bén kề vào gáy. Trong nháy mắt, toàn thân hắn nổi da gà, chưa kịp cởi thắt lưng thì quần đã tụt xuống theo chân. Đại hiệp tha mạng, tên lùn áo trắng mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tôi tỉnh táo được 7-8 phần. Ta hỏi gì ngươi đáp nấy, dám nói nửa lời gian dối, ta chẹm củ đậu ngươi, giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên. Tôi nói, tên lùn áo trắng vội vàng gật đầu lia lịa. Trần Đại An tại sao lại bị bắt, ông ta và Thôi Vĩnh xảy ra mâu thuẫn thế nào? Nghe thấy câu hỏi này, tên lùn áo trắng trong lòng khẽ động. Vừa rồi hắn đã cảm thấy giọng nói phía sau có chút quen thuộc, giờ nghe thấy câu hỏi này, hắn nhanh chóng phản ứng lại, là ngươi, Trần Phong. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu gối bị đạp mạnh một cái, gần như gãy lìa, hai chân không chống đỡ nổi, lăng xung quỳ xuống đất. Tên lùn áo trắng rên rỉ một tiếng, là tôi. Tôi bước đến trước mặt tên lùn áo trắng, trường đao trong tay vẫn kề vào cổ hắn, thân sắc lạnh lùng, ra là huynh đệ Trần Phong. Chuyện này xin nghe ta từ từ kể lại. Tên lùn áo trắng tuy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút bất mãn nào, cười nịnh nọt nói. Chát, tay trái tôi vung lên, vỏ đao đen ngòm đập mạnh vào đầu tên lùn áo trắng, lập tức đánh cho hắn củ đậu rơi máu chảy. Tên lùn áo trắng bị đánh choáng váng, đầu óc ong ong, không hiểu chuyện gì. Không cần từ từ kể lại, nói ngắn gọn thôi, tôi thản nhiên nói. Súc sinh, ngươi bắt nạt quá nhiều, tên lùn áo trắng hận đến nghiến răng. Nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, trán chảy máu nhưng vẫn cười nịnh nọt. Vâng. Sau khi nhà các ngươi chuyển vào thành, vẫn chưa đút lót cho Thôi Vĩnh, hắn ta đã sớm giữ mối hận thù. Trước đó nhiều lần gây khó dễ cho nhà các ngươi chính là vì chuyện này. Hôm đó, Thôi Vĩnh nói nhà hắn mất đồ, vu oan cho lệnh tôn ăn trộm, liền dẫn chúng tôi đến nhà ngươi lục soát. Nếu lệnh tôn biết điều, chủ động đưa chút bạc cho Thôi Vĩnh xin lỗi, chịu nhún nhường thì có lẽ chuyện này cũng thôi. Vậy là lỗi của cha ta rồi, tôi giọng điệu bình thản, trên mặt cũng không nhìn ra niềm vui và sự tức giận. Tên lùn áo trắng nghe vậy thì trong lòng run lên, vội vàng nói, không, tôi không có ý đó. Tên lùn áo trắng bình tĩnh lại, lệnh tôn bị oan uổng, đương nhiên không chịu phục, Thôi Vĩnh liền ra tay. Lúc đầu lệnh tôn cũng không đánh trả, nhưng Thôi Vĩnh đánh quá tàn nhẫn, lệnh tôn bị đánh cho nóng máu, chạy vào nhà lấy đao chẹp bị thương Thôi Vĩnh. Lệnh tôn, ta và tên kia làm sao địch lại được, Thôi Vĩnh liền gọi Thôi Bộ Khoái đến, nói lệnh tôn ăn trộm đồ của hàng xóm còn chống người thi hành công vụ làm bị thương người ta. Tên Thôi Bộ Khoái đó là chú hai của Thôi Vĩnh, lại là cửu phẩm võ giả, lệnh tôn đương nhiên không phải đối thủ. Trên đường áp giải, dưới sự xúi dục của Thôi Vĩnh, Thôi Bộ Khoái còn đánh gãy chân lệnh tôn. Nói đến đây, tên lùn áo trắng lén nhìn tôi một cái, thấy tôi mặt không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Tên lùn áo trắng nuốt nước miếng, sau khi đến nha môn, lệnh tôn vẫn muốn biện bạch, nhưng nha môn đâu phải là nơi nói lý lẽ. Tôn huyện lệnh trực tiếp sai người dùng hình, đại hình đó cho dù là người bằng sắt cũng không chịu nổi. Lệnh tôn gắng gượng chịu đựng một lượt,
vẫn không nhận tội, miệng không ngừng mắng Tôn Huyện Lệnh là quan tham ô, chó săn. Nghe đến đây, tôi đã nắm được đại khái toàn bộ sự việc. Huyện Trừng Trạch nằm ở nơi hẻo lánh, Huyện Lệnh nắm quyền sinh sát trong tay, gần như là tứ hoàng. Cho dù Trần Đại An không mắng Huyện Lệnh, chỉ cần trải qua một lượt đại hình, người cũng tàn phế rồi. Chỉ cần Tôn Huyện Lệnh nháy mắt ra hiệu, Trần Đại An cũng không thể sống mà rời khỏi nha môn. Huynh đệ Trần Phong, những gì ta biết đều đã nói với ngươi. Trong chuyện này ta không liên quan gì cả, ta chỉ là tên chạy vặt thôi. Tên lùn áo trắng ra vẻ nịnh nọt, thái độ hèn mọn. Trường đao vẫn kề vào cổ, tôi dường như không hề lay động. Tên lùn áo trắng nuốt nước miếng, thề thốt nói, huynh đệ Trần Phong cứ yên tâm, chuyện hôm nay ta, Ngưu Nhị tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời, cứ coi như chưa từng xảy ra. Nếu ta vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Hắn vốn định thề độc để lừa gạt qua chuyện, nào ngờ nghe tôi đột nhiên nói, cũng để ngươi được thấy thế nào là giang hồ hiểm ác. Phập, trường đao cứa ngang cổ, máu phun ra, Ngưu Nhị hai mắt trợn trừng, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Tôi liếc mắt, nhìn thấy bình rượu rơi trên mặt đất, nhặt lên lắc lắc, bên trong còn chút rượu. Tôi mở nắp, ngửa đầu uống cạn, rượu mạnh lẫn với khí lạnh chảy xuống cổ họng, như lửa đốt dao cắt, thật sảng khoái. Tôi nhếch mép, lấy dao lau vết máu trên người Ngưu Nhị, sau đó lục soát trên người hai tên mấy lượng bạc vụn rồi xoay người rời đi. Gió càng lúc càng mạnh, tuyết rơi càng dày, không bao lâu nữa, hai thi thể này sẽ bị tuyết phủ kín, sớm nhất cũng phải ngày mai mới bị phát hiện. Thôi Vĩnh và Ngưu Nhị uống rượu xong không đi tuần tra đêm mà về nhà ngủ trước. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, giấc ngủ này không được yên ổn. Hắn ta vừa mơ thấy lão tứ bị người ta đánh cho một trận. Trong cơn mê man, Thôi Vĩnh cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí có chút ngạt thở, không thở nổi. Hắn ta muốn xoa đầu nhưng hai tay lại không nghe lời. Hả? Thôi Vĩnh giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt ra. Hắn ta theo bản năng muốn xoay người ngồi dậy, lại phát hiện mình căn bản không nằm trên chiếc giường ấm áp mà bị người ta trói vào ghế trong nhà. Hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân bị trói vào chân ghế, hoàn toàn không thể dùng sức được. Trong miệng bị nhét một mớ rể rách, không nói được. Chuyện gì vậy? Trong nhà có trộm, cướp của hay trả thù? Thôi Vĩnh dãy dụa trên ghế lâu rồi cũng không thể thoát ra được. Trong nhà lạnh lẽo đến rợn người, thoang thoảng một sát ý mơ hồ, cảm giác này quá dày vò. Thôi Vĩnh trợn trừng mắt nhìn xung quanh, trong góc tối phía trước hắn, dường như có một bóng người mờ ảo. Thôi Vĩnh muốn hỏi cái gì đó nhưng chỉ phát ra một chuỗi âm thanh ư ư. Theo một tiếng ma sát kim loại lanh lảnh vang lên, sắc mặt Thôi Vĩnh biến đổi. Âm thanh này hắn quen thuộc nhất, đây là âm thanh trường đao rút ra khỏi vỏ, thân đao ma sát với vỏ đao. Theo một bóng người cao lớn, tay cầm trường đao sáng loáng, từ trong góc tối chậm rãi bước ra, tim Thôi Vĩnh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân sợ hãi đến cực điểm. Nhưng khi người tới đi đến trước mặt, Thôi Vĩnh nhìn rõ thì nỗi sợ hãi ban đầu lại giảm đi vài phần. Trần Phong, thằng nhóc này dám nhân lúc mình say rượu mà tìm đến cửa, nó muốn làm gì? Thôi Vĩnh trừng mắt nhìn tôi, thân sắc phẫn nộ, miệng không ngừng chửi rủa, liên tục lắc lư thân thể. Còn tôi thì lặng lẽ nhìn Thôi Vĩnh, mặt không chút thay đổi. Đợi đến khi Thôi Vĩnh dãy dụa hết sức, tôi mới chậm rãi nói, ta hỏi gì ngươi đáp nấy, đừng nói nhảm với ta. Cha ta tại sao bị giam vào đại lao? Tôi gỡ mớ rể rách trong miệng Thôi Vĩnh ra. Trần Phong, ngươi thật to gan. Phập, tôi đâm một đao xuống, đâm xuyên qua chân phải của Thôi Vĩnh. Thôi Vĩnh chưa kịp kêu lên thì miệng lại bị nhét mớ rể rách vào, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Ngươi trả lời sai rồi, tôi thản nhiên nói. Lý do tôi hỏi lại Thôi Vĩnh một lần nữa không phải muốn tra tấn hắn ta mà là muốn đối chiếu thông tin từ miệng Ngưu Nhị và Thôi Vĩnh. Như vậy mới có thể có được câu trả lời gần với sự thật nhất. Bị dễ dàng đe dọa, Thôi Vĩnh run run cả người, ánh mắt kinh hãi nhìn tôi. Vẫn là câu hỏi lúc nãy, cho ngươi thêm một cơ hội. Lần này Thôi Vĩnh liên tục gật đầu, trông ngoan ngoãn hơn nhiều, tôi lấy miếng vải trong miệng Thôi Vĩnh ra. Thôi Vĩnh nuốt nước miếng, kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra, cũng không khác gì lời Ngưu Nhị nói. Tôi lại hỏi, về người chú của ngươi, còn có nha môn huyện phủ, ngươi biết gì cứ nói ra hết. Thôi Vĩnh liên tục gật đầu. Người chú thứ hai này của ta chỉ là họ hàng xa, quan hệ không thân thiết. Thôi Vĩnh đem tất cả những gì hắn biết về người chú thứ hai này nói ra hết. Hơn nữa, trong lời nói của Thôi Vĩnh, còn tiết lộ không ít thông tin về nha môn huyện phủ. Trần huynh đệ, xin ngươi tha cho ta một mạng, ta không dám trêu chọc ngươi nữa. Thôi Vĩnh thật sự sợ hãi, hắn nào đã trải qua tình cảnh thế này. Vết thương ở đùi không ngừng chảy máu, nhỏ giọt xuống đất. Tha cho ngươi, tôi nhướng mày hỏi lại, Trần Đại An sống ngay thẳng, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, các ngươi có tha cho ông ấy không? Thôi Vĩnh nói, cha ngươi chết trong nha môn không phải ta dệt, là huyện lệnh sai người dùng hình. Tôn huyện lệnh sao? Tôi cười nhếch mép, ta sẽ tìm hắn. Các ngươi, bao gồm cả chú của ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Phập, mũi đao đâm xuyên qua lồng ngực. Đi thong thả, trên đường xuống suối vàng cũng có người làm bạn. Thôi Vĩnh vẻ mặt kinh hãi, há to miệng muốn kêu lên, nhưng lại phát hiện không thể phát ra tiếng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao lạnh lẽo đang chậm rãi đâm vào lồng ngực mình.
Mỗi khi đâm vào một tấc, thân thể hắn lại run lên một cái. Cho đến khi mũi đao đâm xuyên qua lưng, Thôi Vĩnh không còn co giật nữa, đầu nghiêng sang một bên, bất động. Tôi hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, sắc mặt hơi tái, cố gắng bình tĩnh lại. Một đêm liên tiếp dệt ba người, thoạt nhìn không tốn sức lực gì, nhưng đối với tinh thần tôi lại là một sự tiêu hao rất lớn. Tôi không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hai tay tôi mới run lên. Trong đầu tôi nhớ lại lời Sơn Trung Khách đã nói trước khi xuống núi, đối phó với đám dị chủng ở huyện Trường Trạch, không phải xem thực lực của ngươi, mà là xem ngươi đủ tàn nhẫn hay không. Bị ông ta nói trúng rồi. Tôi ngồi yên một lúc thì khôi phục lại bình thường, sự căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó, tôi đứng dậy, rút trường đao ra khỏi ngực Thôi Vĩnh, lau sạch vết máu, lại cẩn thận kiểm tra trong nhà một lượt. Xác định không để lại dấu vết gì mới lặng lẽ rời đi, định nhân lúc đêm tối có gió tuyết lặng lẽ rời khỏi. Nhưng vừa ra đến cửa, còn chưa ra khỏi sân, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ bên ngoài tường. Ít nhất cũng có 5-6 người tình cờ đi ngang qua đây. Tôi hơi nhíu mày, dừng bước, lúc này mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phải đám người này, không cần thiết phải rước thêm phiền phức. Trà Diệp, mau nhìn cô nương phía trước kìa, nhìn thật mướt mắt à. Đôi chân dài miên man, eo thon nhỏ nhắn, he he. Quả thật không tệ, Trà Diệp, đây là tự dâng lên cửa, đừng có bỏ qua. Sân nhà Thôi Vĩnh được bao quanh bởi tường cao, tôi ở trong sân không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng nghe giọng nói, bên ngoài hẳn là người của bang sói đói. Tên Trà Diệp kia mấy hôm trước tôi còn gặp. Chết tiệt, thật xinh đẹp, đây là tiên nữ sao? Có lẽ hai bên đã đến gần, vừa nhìn rõ, một tên trong bang sói đói liền kinh hô. Mấy tên khác cũng đồng loạt phát ra tiếng trầm trồ. Tôi không khỏi đảo mắt, thầm cười lạnh, có cần thiết phải vậy không? Mấy tên côn đồ ác bá, hào sắc tầm thường, ngạc nhiên như thể chưa từng thấy phụ nữ vậy. Xinh đẹp đến đâu thì được chứ, Mạc Ngưng Tuyết cũng được coi là mỹ nữ hiếm thấy, ta nhìn thấy cũng vẫn tâm như nước lặng, vững như lão cẩu. Đây là tiểu thư nhà ai vậy? Sao trước đây chưa từng thấy? Hôm nay gặp được chúng ta, Trà Diệp, cũng là phúc của nàng. Chỉ cần hầu hạ Trà Diệp thoải mái là được, he he. Tiếng cười bên ngoài đột nhiên im bặt, tiếp theo là một loạt tiếng bịch bịch. Chuyện gì vậy? Đang lúc tôi nghi hoặc, thì cửa lớn sân nhà Thôi Vĩnh đột nhiên bị một lực mạnh đụng vào, tiếp theo một bóng người lăn lông lốc chạy vào. Người này mặt mày đầy vẻ kinh hãi, vừa lăn vào đã chạm mặt tôi, hai người đều sững sờ tại chỗ. Trà Diệp nhìn thấy tôi cũng giật mình, hắn không ngờ trong sân còn có một người, hơn nữa còn đeo đao bên hông, người đầy máu me, trông rất đáng sợ. Người này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Là ngươi, nhưng Trà Diệp nhanh chóng nhớ lại tình hình đã gặp tôi mấy hôm trước. Ánh mắt tôi lóe lên, tên Trà Diệp này đã thấy mặt tôi, lại còn bắt gặp tôi trong nhà Thôi Vĩnh, tuyệt đối không thể để hắn sống mà rời khỏi. Trong nháy mắt, trong đầu hai người đều lóe lên vài ý nghĩ, nhưng tôi vẫn nhanh tay hơn một bước. Sói hoang, tôi không nói hai lời, trường đao ra khỏi vỏ, chém thẳng vào đầu Trà Diệp. Trà Diệp phản ứng cũng rất nhanh, đứng dậy, giơ đao lên đỡ. Hai đao va chạm, tia lửa bắn ra. Đồng tử Trà Diệp hơi co lại, cả người chấn động, cánh tay cảm thấy tê dại, thằng nhóc này sức mạnh thật lớn. Nhưng hắn hạ thấp người, xoay đao quanh đầu, vừa hóa giải lực chém của tôi, vừa mượn lực chém ngang eo tôi. Xoay đao quanh đầu là một chiêu cơ bản nhất trong đao pháp, lưỡi đao xoay quanh đầu, gần như sát ra đầu, vừa đỡ đòn tấn công của đối phương, vừa thuận thế xuất đao. Tôi chỉ học Phục Hổ Quyền, chưa từng luyện đao, nào hiểu được những thứ này. Tôi cầm đao chém mạnh, nhưng bị Trà Diệp dùng đao gạt ra. Chưa kịp để hắn ra chiêu thứ hai, đao của Trà Diệp đã chém ngang eo tôi. Đao này đến cực nhanh, phía sau tôi là cửa nhà Thôi Vĩnh, lúc ra tôi vừa mới đóng lại. Nếu lùi lại chắc chắn sẽ đụng vào cửa, dù có phá cửa mà vào cũng sẽ mất thời gian, chậm một bước là mất mạng. Nhát chém ngang eo này sát khí đằng đằng, gần như không thể tránh né. Trà Diệp có thể làm tiểu đầu mục trong bang sói đói không phải là do may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Hai người chỉ mới giao đấu, chưa được một hiệp đã phải phân định sống chết. Mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Tim tôi đập thình thịch, tinh thần tập trung cao độ, tóc gáy dựng đứng, cả người căng thẳng. Bỗng nhiên, giữa trán tôi có cảm giác như bị xé rách, bùng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả. Trong nháy mắt, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Trong tầm mắt của tôi, nhát chém ngang eo của Trà Diệp đột nhiên chậm lại. Cảm giác này rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Tôi thầm hiểu, sống chết chỉ trong gang tấc, không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Tôi bước lên một bước, vừa vặn tránh được lưỡi đao chém ngang eo. Đồng thời, tôi buông tay, để trường đao rơi xuống. Ánh mắt Trà Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc, hai chiêu liên tiếp của tôi đều nằm ngoài dự đoán của hắn, không hiểu tại sao lại ném đao đi. Chưa kịp để hắn suy nghĩ rõ ràng, tôi đã vươn hai tay ra, năm ngón tay cong lại như hai cái móng vuốt, chộp thẳng vào mặt hắn. Một chiêu trong Phục Hổ Quyền, một chưởng che mặt, một chưởng khóa họng. Trà Diệp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt bị bàn tay to lớn của tôi ấn sống, tầm nhìn bị che khuất, không nhìn rõ phía trước.
Hắn định rút đao đổi chiêu thì cổ họng đã truyền đến một trận đau nhức. Rắc, tiếng xương gãy vang lên. Tay còn lại của tôi đã hóa thành móng vuốt, bóp nát cổ họng Trà Diệp. Trà Diệp bất lực ngã xuống sân, mắt trợn trừng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, chớp không nhắm mắt. Tôi thở hổn hển, không còn chút nào hoảng sợ như lúc trước, ngược lại còn có chút hưng phấn. Trạng thái vừa rồi chính là trạng thái nhập thần mà Sơn Trung Khách đã nói sao? Một khi tiến vào trạng thái đó, mọi động tác của đối phương trong tầm mắt đều sẽ chậm lại. Tôi nhìn thi thể dưới chân, khẽ lắc đầu, công lực của tôi quả nhiên vẫn còn kém xa. Vừa rồi, tôi chỉ bóp nát cổ họng của Trà Diệp. Theo lời Sơn Trung Khách, nếu luyện hổ khẩu đoạt thực đến mức tận cùng, chỉ một cái là có thể bóp nát, xé đứt cổ họng đối phương. Đúng lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Tôi giật mình, không biết vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì, tên Trà Diệp này bỗng nhiên xông vào. Nghe hắn nói, bên ngoài hình như còn có một người phụ nữ. Đừng để cô ta nhìn thấy ta, tôi đang định trốn thì liếc mắt nhìn cửa sân, sắc mặt liền biến đổi, cửa sân có hai người đang đứng, đang lặng lẽ nhìn tôi. Cảnh tượng dệt người vừa rồi chắc chắn đã bị hai người nhìn thấy rõ ràng. Trời tuyết lớn thế này, hai người không ở nhà mà chạy ra đây làm gì, tôi rất muốn trách mắng hai người một trận. Một trong hai người là một lão già lùn béo, chống một cây gậy tre cao hơn mình cả một đoạn. Người còn lại là một phụ nữ trẻ dáng người cao ráo, tay cầm một thanh đoản kiếm. Nhìn dung mạo của người phụ nữ, dù đã trải qua hai kiếp người và gặp vô số mỹ nhân, tôi cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, không thể giống như đám người hạng ba của bang Ngao Lang. Tôi theo bản năng tránh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào lão già béo bên cạnh đang lấm lét nhìn, nhìn một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, tôi mới chú ý đến bên cạnh lão già béo và người phụ nữ có năm thi thể mặc trang phục của bang Ngao Lang, mỗi người đều chết không nhắm mắt. Trong lòng tôi thấy tôi lập tức bình tĩnh lại, cuối cùng cũng hiểu được tiếng động thịch thịch vừa rồi trong sân là chuyện gì. Cổ tay người phụ nữ khẽ run, thanh kiếm rung lên khe khẽ, mấu trên đó rơi xuống nền tuyết. Kiếm không dính mấu, vũ khí tốt, thủ đoạn tốt. Tôi ước tính, có lẽ tôi tu luyện thêm một năm cũng không đạt tới cảnh giới này. Đột nhiên, lão già lùn béo như quả bóng chuyển động, tôi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lão già đã đến trước mặt tôi. Người này muốn diệt khẩu sao, tôi thầm nghĩ. Trong giây phút nguy cấp, giữa trán tôi dường như lại nứt ra, cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện. Lần này tôi nhìn rõ, lão già béo dường như không có ý định diệt người, chỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi. Tôi muốn tránh, nhưng phát hiện động tác của lão già béo không hề chậm lại chút nào. Nhập thần gì đó, trước mặt lão già này dường như đều vô dụng. Tiếp đó, giữa trán tôi truyền đến một trận đau nhói, tôi kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ý thức cả người có chút mơ hồ, như có một mũi tên không ngừng khuấy động trong óc, đau đớn không chịu nổi. Lão già béo hơi nhíu mày, động tác cũng dừng lại một chút. Ta còn chưa chạm vào thiếu niên này là có ý gì? Muốn lừa ta sao? Lão già béo hơi do dự, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay tôi. Một luồng khí ấm áp xuất hiện trong cơ thể tôi, chạy khắp nơi, cuối cùng đến giữa trán, xoay một lúc rồi biến mất. Tôi cảm thấy cơn đau ở giữa trán dường như giảm bớt, ý thức cũng dần hồi phục. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Di chứng của nhập thần, tôi kinh ngạc. Nếu đang giao chiến với người khác mà đột nhiên xảy ra chuyện này, tôi sẽ bị người ta chém chết mất. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, lão già béo đã lùi về phía sau, đứng bên cạnh người phụ nữ. Ta là Trần Sinh, chúng ta tình cờ gặp nhau, không có thủ oán, hôm nay coi như chưa gặp mặt, được không? Không được, người phụ nữ nhìn tôi ở phía xa, đột nhiên lên tiếng, ngươi giết người, ta phải đi báo quan. Giọng nói của người phụ nữ êm dịu, ngữ khí nói cứ như không phải đi báo quan mà là đi mách thầy cô giáo. Tôi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, ngươi cũng giết người. Ừm, người phụ nữ gật đầu. Nhưng ta không sợ ngươi báo quan, tôi cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy, chỉ vì trông đẹp sao? Người phụ nữ dường như nhìn ra sự khinh thường trong mắt tôi, nhướng mày, cười hỏi, muốn thử không? Không cần thử, tôi xua tay, ngươi muốn thế nào? Tôi không vòng vo với cô ta, hỏi thẳng, người phụ nữ này nếu thật sự muốn báo quan, không cần phải nói ra, rất có thể là có mục đích khác. Đôi mắt đen láy của người phụ nữ khẽ chuyển động, bản cô nương sắp bay lên cao, cần người bên cạnh. Ta thấy ngươi cũng có chút nhan sắc, thân thủ cũng nhanh nhẹn, làm tiểu đồng của ta, mọi việc nghe lời ta, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi nghĩ cũng đẹp thật đấy, còn bay lên cao nữa chứ. Vào cung làm hoàng phi sao, còn dám trêu ghẹo ta nữa, tôi thầm cười lạnh. Thanh Mộc, đừng vô nghĩa, lão già béo quát lên. Tiểu huynh đệ, đêm nay gió tuyết lớn quá, hai thầy trò chúng ta chưa có chỗ nghỉ chân. Ý gì, đến nhà ta ở trọ, ta không phải loại người tùy tiện. Thấy tôi do dự, người phụ nữ tên Thanh Mộc nháy mắt hỏi, vị thiếu hiệp này, phủ nha ở đâu vậy? Lại nữa rồi, tôi mặt mày tối sầm, bất đắc dĩ đồng ý. Không lâu sau, tôi dẫn hai người về nhà. Ba người vào nhà phủi tuyết trên người, tôi ra sân ôm củi khô vào nhà, nhóm lửa đun nước nóng. Sau đó cởi bỏ quần áo dính mấu, ném vào lò, đốt sạch. Sau đó tôi lấy chăn đệm, nhưng phòng ngủ cho hai thầy trò,
còn mình thì dựa vào bếp lửa ngủ thiếp đi. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy tinh thần suy nhược, không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ nhanh vậy sao, gan cũng lớn thật đấy. Sư phụ, người này còn có điểm đặc biệt gì mà người lại cố ý cho nghỉ lại một đêm? Lúc đứa trẻ này giao thủ với tên kia, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, mới ra tay dò xét. Quả nhiên, huyệt bách hội của đứa trẻ này đã mở, tương đương với mở thiên nhãn. Trong bóng tối đột nhiên vang lên hai giọng nói. Huyệt bách hội là gì? Thanh Mộc chớp mắt, dường như chạm đến vùng kiến thức mù mịt. Lão già béo nói, huyệt bách hội mở ra, có thể thấy thần, nhập thần, đó là dấu hiệu của nhất phẩm tông sư. Thanh Mộc nghe đến câu trước vẫn còn mơ hồ, mãi đến khi nghe bốn chữ nhất phẩm tông sư mới lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là cô ta vẫn bán tín bán nghi, cậu ta trông chỉ 16-17 tuổi, lại là tông sư, không thể nào. Đương nhiên là không thể, lão già béo nói, sức mạnh của đứa trẻ này tuy không nhỏ, ra tay cũng đủ tàn nhẫn, nhưng còn kém một bước mới nhập phẩm. Hơn nữa, huyệt bách hội của đứa trẻ này bị ngoại lực cưỡng ép mở ra. Ánh mắt Thanh Mộc lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Chưa kịp mở miệng, lão già béo đã đoán được suy nghĩ của cô ta, nói trước, con đừng có ý đồ xấu xa. Huyệt bách hội nằm sâu trong trán, chính giữa đầu, đó là yếu huyệt của con người, không thể tùy tiện chạm vào. Ngay cả cao thủ tiên thiên mở huyệt bách hội cũng phải hết sức cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng. Nếu bị ngoại lực va chạm, chắc chắn sẽ chết. Thanh Mộc dần dần hiểu ra, người này bị ngoại lực mở huyệt bách hội đáng lẽ phải chết, vậy mà bây giờ vẫn sống phải ổn thôi sao? Lão già béo gật đầu, trên đời chỉ có một người như vậy. Thanh Mộc nghe xong thì mất hứng thú, ngáp một cái, vậy cũng chẳng có gì thú vị, còn không bằng tiếp tục lên đường, sớm ngày về kinh. Lão già béo nói, theo tin tức từ kinh thành truyền đến, loạn lạc đã được dẹp yên, đại cục đã định, con về muộn cũng không sao. Trong kinh có người nhớ con, chắc chắn sẽ phái người đến đón. Sư phụ già rồi, không đi kinh thành cùng con nữa. Gặp được kỳ nhân như vậy, sư phụ sẽ quan sát thêm vài ngày, xem cậu ta có gì đặc biệt. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Trần Sinh đã tỉnh dậy. Hai người bên trong giường như vẫn đang ngủ say. Trần Sinh không để ý, ra sân vận động gân cốt. Theo thói quen trên núi tuyết, Trần Sinh luyện phục hổ quyền giữa trời gió tuyết. Cậu như không biết mệt mỏi, luyện đi luyện lại phục hổ quyền, toàn thân nóng bừng. Đêm qua tuy có kinh mà không có hiểm, nhưng cũng khiến cậu nhận ra sự thiếu sót của mình. Muốn tồn tại trong thế giới này, cậu không thể lơ là. Qua một canh giờ, trời dần sáng. Nghe tuyết rơi, Trần Đường thu dọn nghỉ ngơi một lát rồi mới ra ngoài. Lợi dụng số bạc cướp được đêm qua, anh đi dạo khắp nơi, mua một ít vật tư rồi mới trở về nhà. Trần Đường đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ quay về Tuyết Sơn lánh nạn một thời gian. Hai người trong nhà cứ mặc kệ họ, dù sao trong nhà anh cũng chẳng có gì đáng giá. Hai người kia thật sự muốn đi tố cáo quan thì anh cũng không ngăn được. Hơn nữa, nhìn quần áo và lời nói của hai người, càng giống người giang hồ. Loại người này thường không muốn dính dáng đến quan phủ, chắc ở lại đây vài ngày tránh bão tuyết rồi sẽ đi. Không lâu sau, Trần Đường trở về nhà, đứng ở cửa nghe ngóng một lúc, bên trong không có động tĩnh gì, chắc hai người kia vẫn còn đang ngủ say. Trần Đường rón rén bước vào nhà, lấy cung tên, đeo đao ngang hông, mắt phải liếc lên cửa phòng, ra sân vác xác Trần Đại An chuẩn bị rời đi. Thiếu hiệp, sao ngươi không từ biệt, muốn bỏ mặc chúng ta sao? Chưa ra khỏi sân, liền nghe phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, mang theo một chút oán trách. Trần Đường quay đầu lại nhìn, Thanh Mộc đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn anh. Vừa rồi ở cửa còn chưa có ai, trong nháy mắt, người phụ nữ này đã đứng đó khoe khinh công với mình rồi. Trần Đường ho nhẹ một tiếng, chủ yếu là sợ làm phiền hai vị nghỉ ngơi, đã dậy rồi à? Vừa nói, Thanh Mộc vẻ mặt uể oải, hai tay chắp lại giơ cao, vươn vai một cái thật dài, để lộ thân hình gợi cảm. Trần Đường theo bản năng cúi đầu, Thanh Mộc thấy Trần Đường như lão tăng nhập định, cố ý không nhìn mình, không khỏi mỉm cười. Người này cũng thú vị thật, đang tuổi huyết khí phương cương, sao lại có thể tỉnh táo như vậy? Ngươi định đi đâu? Thanh Mộc nén cười hỏi. Trần Đường trấn tĩnh lại, lên núi chôn cất phụ thân. Thanh Mộc đã sớm chú ý tới thi thể trên lưng Trần Đường, lần này nàng không cười nữa. Thanh Mộc suy nghĩ một chút, không hỏi nhiều, dường như là tin tưởng. Vậy ngươi đi sớm về sớm, ta và sư phụ ở nhà đợi ngươi. Nói cứ như là nhà của nàng vậy, Trần Đường thầm mắng một câu, không hề dao động, cứng rắn quay người bước đi. Anh sống hai đời, ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình biết mình. Loại phụ nữ khuynh quốc khuynh thành này, ăn mặc giản dị đã như vậy rồi, nếu thật sự trang điểm lên thì còn không lên trời sao. Anh chỉ là một gã nhà quê, người ta dựa vào cái gì mà phải để ý đến anh, chẳng qua là đùa giỡn với anh thôi. Đi thêm mười mấy bước, Trần Đường bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía sân nhà mình. Xác định khoảng cách đủ xa, mới khẽ hừ một tiếng, đúng là hồng nhan họa thủy, còn muốn quấy nhiễu đạo hạnh của ta. Chỉ tiếc ta đã sớm nhìn thấu hồng trần, vô dục tắc cương. Trong sân, Thanh Mộc vểnh tai, dường như nghe thấy gì đó, hơi nhíu mày, có chút bực bội, dám mắng ta là hồng nhan họa thủy. Sau đó nàng cúi đầu suy nghĩ, cười khẽ, được rồi,
ta muốn xem ngươi có thể cứng rắn đến mức nào. Tên mập dụi mắt ngái ngủ đi ra cửa, nhìn theo hướng Trần Đường rời đi, hỏi, người đi rồi. Thanh Mộc gật đầu. Tên mập tặc lưỡi, xem dáng vẻ của tên tiểu tử này, chắc là bị ngươi dọa sợ rồi. Lần này đi không biết khi nào mới quay lại. Không vội, Thanh Mộc khóe miệng hơi nhếch lên, ta không tin hắn không quay lại. Cùng lúc đó, Trần Đường vác thi thể dẫm tuyết vào rừng, đến căn nhà gỗ mà hai cha con từng sống. Trần Đường đặt thi thể Trần Đại An vào trong. Trong nhà vẫn còn bày một số đồ cũ của Trần Đại An để lại, phủ đầy bụi. Trần Đường lấy ra hộp quẹt, vốn định thiêu cả thi thể vào căn nhà gỗ này. Nhưng anh suy nghĩ một lúc, lại dập tắt hộp quẹt. Cứ thế mà thiêu đi, Trần Đường luôn cảm thấy không thoải mái. Trong lòng có một cục tức không nuốt trôi được, chỉ dệt một mình Chí Vĩnh vẫn chưa đủ. 10 ngày nữa sẽ cho cha một lời giải thích, rồi sẽ để cha yên nghỉ. Trần Đường rời khỏi nhà gỗ, đeo cung tên lên vai, lấy lại tinh thần tiếp tục đi. Ở sâu trong tuyết lĩnh 3.000 mét, mãnh thú hoành hành, nguy hiểm rình rập. Trần Đường cẩn thận đi qua rừng, vượt qua một ngọn núi tuyết. Càng đi sâu vào, tuyết càng dày, ban đầu chỉ ngập đến mắt cá chân, sau đó dần dần ngập đến đầu gối, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Nhiệt độ cũng ngày càng thấp, hơn nữa, anh đã lạc đường. Lúc xuống núi, Sơn Quân cõng anh lao vun vút, anh bị gió thổi đến mức không mở mắt ra được, chỉ có thể nhớ đại khái phương hướng. Giờ đi theo phương hướng này đã được vài canh giờ, nhìn quanh, núi tuyết trùng điệp, đã không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trần Đường bắt đầu nản lòng, cứ tiếp tục đi như vậy, đừng nói là lên tuyết sơn tu luyện, e là sẽ chớt rét giữa đường. Tiền bối, Trần Đường hướng về phía dãy núi tuyết phía trước hét lớn, tiền bối, ngươi có nghe thấy không, ta mang rượu đến rồi. Anh căn bản không biết sơn trung khách ở đâu, chỉ có thể gọi bừa. Vị sơn trung khách kia trông rất lợi hại, nhỡ đâu có thể nghe thấy thì sao, Trần Đường tự an ủi mình như vậy. Nửa canh giờ sau, không có bất kỳ hồi âm nào, chỉ có tiếng gió rít. Trần Đường hít sâu một hơi, lại gọi, Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn và Sơn Quân đợi hồi lâu vẫn không thấy hồi âm. Trần Đường vẻ mặt đau khổ nhìn bốn phía tuyết lĩnh trống trải, cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Đại tuyết cầu tử, đại tuyết cầu tử. Trần Đường hơi sốt ruột, lại hét lớn vài tiếng. Lúc ở trên tuyết sơn, anh đặt tên cho con hổ con là Tuyết Đoàn, còn đặt tên cho con bạch hổ là Đại Tuyết Cầu Tử. Kết quả bị Sơn Quân vỗ một cái ấn vào đống tuyết, sau đó không dám nhắc đến nữa. Bây giờ rơi vào đường cùng, anh cũng chẳng còn gì nữa. Đột nhiên, Trần Đường cảm thấy trên đỉnh đầu có chút động tĩnh, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khối thít khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại bị ấn vào đống tuyết. Khối thít kia rơi xuống trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không dùng nhiều lực, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Ha ha, Trần Đường nuốt một ngụm tuyết, ngược lại trong lòng mừng rỡ, nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đang đứng chính là Sơn Quân Bạch Hổ. Đại Tuyết Cầu Tử, ta biết ngươi nhất định sẽ đến đón ta, Trần Đường cười toe toét. Sơn Quân từ lỗ mũi phun ra hai luồng hơi nóng, hướng về phía Trần Đường gầm nhẹ một tiếng, dường như có chút bất mãn. Nó hiểu Trần Đường đang nói gì, ôm lấy cái chân to lông xù của Sơn Quân như an ủi. Đúng lúc này, trên lưng Sơn Quân lăn xuống một cục tuyết lớn, lao về phía Trần Đường. Tuyết Đoàn cũng đến rồi. Mới vài ngày không gặp, Tuyết Đoàn lại lớn hơn không ít. Trần Đường vừa ôm Tuyết Đoàn vừa vuốt ve, vừa cười hỏi, các ngươi đã đến từ lâu rồi đúng không? Trần Đường hiểu ra, tại sao dọc đường đi lại không thấy bóng dáng một con dã thú nào. Nếu Sơn Quân âm thầm bảo vệ anh, thì còn mãnh thú nào dám đến gần. Sơn Quân không biết nói, nhưng sự quan tâm của nó đối với anh, Trần Đường lại cảm nhận được rất rõ ràng, không khỏi cảm động trong lòng. Sơn Quân vẫy đuôi, cuốn Trần Đường và Tuyết Đoàn lên lưng, sau đó chở bọn họ lao vun vút về phía trước. Chạy một hồi, đến một thung lũng tuyết, đặt Trần Đường và Tuyết Đoàn xuống, ra hiệu cho họ vào trong. Lúc này, Trần Đường nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc. Anh biết Sơn Quân đưa bọn họ đến đây nhất định có dụng ý, liền cùng Tuyết Đoàn đi vào thung lũng. Sơn Quân nhìn theo bọn họ vào thung lũng rồi mới quay người rời đi. Tuy nhiên, người và hổ vừa vào thung lũng không lâu, bên ngoài thung lũng đột nhiên vang lên một tiếng chu thê lương, giống như tiếng sói chu. Trần Đường giật mình, vội vàng dương cung lắp tên, nhìn về phía lối vào thung lũng. Chỉ thấy một con sói xám khổng lồ có vẻ hơi chật vật, hoảng hốt chạy vào thung lũng. Con sói xám này có kích thước tương đương với một con hổ trưởng thành, trông rất oai vệ. Nhìn kích thước này, chắc là một con sói chúa. Trần Đường không cần suy nghĩ, kéo căng dây cung, mũi tên như sao băng, vèo một tiếng xé gió bay đi. Trần Đường theo Trần Đại An học tập nhiều năm, căn bản bắn cung rất vững chắc, bắn rất chuẩn. Mũi tên này nhắm thẳng vào đầu con sói chúa. Sói chúa cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình lóe lên liền dễ dàng né tránh mũi tên của Trần Đường. Lúc này, ở lối vào thung lũng, Sơn Quân lại xuất hiện. Mũi tên bị sói chúa né tránh, vừa vặn bắn về phía Sơn Quân. Cẩn thận, Trần Đường vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sơn Quân nhìn mũi tên bắn tới, không né không tránh. Chỉ hơi nghiêng mặt một chút, mũi tên đâm vào má Sơn Quân, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất, ngay cả một sợi lông cũng không bị thương. Thấy vậy, Trần Đường lại dương cung lắp tên, nhắm vào con sói chúa kia.
ít ra sói chúa cũng sợ cung tên của anh, còn phải né tránh một chút. Bỗng gió thổi mạnh vào mặt, chưa kịp để Trần Đường phản ứng, Sơn Quân đã đến trước mặt, đuôi hổ vung lên, dễ dàng cướp lấy cung tên trong tay Trần Đường, ném xuống đất. Ý gì vậy? Trần Đường hơi bối rối. Sơn Quân liếc mắt nhìn con sói chúa bên cạnh, rồi lại nhìn Trần Đường và Tuyết Đoàn, gầm nhẹ một tiếng. Trần Đường chợt hiểu ra, ngươi muốn ta và Tuyết Đoàn cùng sói chúa này chiến đấu, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của chúng ta. Sơn Quân khẽ gật đầu. Được, Trần Đường trong lòng dâng lên hào khí, cùng Tuyết Đoàn xông ra ngoài. Tuyết Đoàn thì như nghé con mới sinh, dựa vào bản năng lao vào cắn xé sói chúa. Chỉ là Tuyết Đoàn so với con sói chúa này thật sự quá nhỏ bé, sói chúa chỉ cần vung tay một cái là hất Tuyết Đoàn sang một bên. Thấy Tuyết Đoàn xông lên, Trần Đường cũng vội vàng đuổi theo, thi triển từng chiêu thức của bài quyền phục hổ đã học. Một lát sau, trải qua một hồi ác chiến, Trần Đường đã mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, quần áo trên người bị xé rách tả tơi, bước chân loạng choạng, thật sự không chịu đựng nổi nữa. Đúng lúc này, Trần Đường né tránh hơi chậm, bị sói chúa vỗ một cái vào ngực, sau đó cào mạnh một cái, máu chảy ra. Trần Đường cảm thấy ngực dường như hơi lõm xuống, phun ra máu tươi, ngã bay ra xa mấy trượng. Sơn Quân nhảy vào chiến trường, gầm lên với sói chúa. Sói chúa có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thăm dò lùi về phía lối vào thung lũng. Thấy Sơn Quân không đuổi theo, sói chúa mừng rỡ, vội vàng bỏ chạy. Đánh ta thành ra thế này mà cứ thế để nó đi sao? Trần Đường đau đớn khôn cùng, trong lòng không cam tâm. Ừm, con sói nhỏ này làm đối thủ luyện tập cũng được, lần sau lại tìm nó. Sơn Quân thầm nghĩ, cõng Trần Đường bị thương và Tuyết Đoàn chạy như bay về phía sâu trong tuyết lĩnh. Sói chúa thoát chết trong gang tấc, đang âm thầm mừng rỡ, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi vô cớ, không nhịn được dùng mình một cái. Tại huyện Trường Trạch, thi thể đêm qua đã được phát hiện. Trước cửa nhà Trì Vĩnh, mấy chục tên bộ khoái tập trung ở gần đó duy trì trật tự, xung quanh có không ít người dân đứng xem náo nhiệt. Trong sân, Trì Triệu và Nghiêm Kỳ hai người vừa kiểm tra thi thể xong, đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Hung thủ tra tấn Trì Vĩnh rồi đâm một nhát chí mạng, sau đó lại tay không dệt chớt Xài Thiên Vinh chỉ bằng một chiêu, thực lực của người này không tầm thường. Hắn cố ý sử dụng quyền phục hổ, loại quyền pháp bình thường như vậy, rõ ràng là cố ý che giấu thực lực thật sự của mình, lo lắng bại lộ thân phận. Tên này quá tự tin đến mức dù dùng quyền phục hổ cũng có nắm chắc dệt chớt Xài Thiên Vinh chỉ bằng một chiêu. Hung thủ là bát phẩm hay thất phẩm, hoặc là cao hơn. Trì Triệu và Nghiêm Kỳ không dám chắc chắn. Do bão tuyết quá lớn, hiện trường không để lại quá nhiều dấu vết. Hai vị bộ đầu chỉ dựa vào vết thương trên thi thể mà suy đoán ra tình hình đêm qua, nhưng cả hai đều đánh giá thấp thực lực của hung thủ. Đúng lúc này, vị bộ đầu thứ ba của huyện Trường Trạch chậm rãi đi tới. Tiểu Mạnh, bên ngươi tình hình thế nào? Nghiêm Kỳ hỏi. Ở con hẻm ven đường có hai người mặc áo trắng chết, bị cắt cổ một nhát chí mạng, ra tay rất tàn nhẫn. Tống Lương Ngọc ngậm một que tăm, vẻ mặt có chút bất cần đời, nhìn xung quanh, tính cả ba người này, một đêm chết 9 người, đây là vụ án lớn rồi, hai vị bộ đầu nói sao? Trì Triệu và Nghiêm Kỳ im lặng, nhìn nhau, sau đó đoán được ý nghĩ của đối phương, ngầm hiểu ý. Tiểu Mạnh à, ngươi đến huyện Trường Trạch chúng ta cũng được nửa năm rồi, vẫn chưa có biểu hiện gì. Lần này là cơ hội hiếm có, ta thấy vụ án này giao cho ngươi đi. Hắc hắc, vậy thì đa tạ hai vị bộ đầu, Mạnh Lương Ngọc cười khẽ. Trì Triệu và Nghiêm Kỳ dặn dò vài câu rồi đi trước. Mạnh Lương Ngọc nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhổ que tăm trong miệng, cười lạnh trong lòng, hai tên này đang tính toán gì chứ? Hắn còn chưa biết, hắn vừa rồi đại khái xem qua vụ án này, khá hóc búa. Hung thủ không chỉ một người, hơn nữa đều là cao thủ. Hai người kia nhất định là lo lắng điều tra tiếp sẽ gây sự chú ý của đối phương, rước họa vào thân. Thực ra, Mạnh Lương Ngọc cũng không hứng thú lắm với vụ án này. 9 người chết đêm qua, theo hắn thấy đều đáng chết, chết cũng đáng. Chỉ là, hắn khá hứng thú với hung thủ của vụ án này, có chút tò mò, muốn xem đối phương rốt cuộc là người nào. Mạnh Lương Ngọc vuốt cằm, suy nghĩ một hồi, dần dần tìm ra manh mối. Muốn điều tra, có thể điều tra những người lạ mặt vào huyện Trường Trạch những ngày này, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ở một nơi khác, Trần Đường được Sơn Quân cõng về Tuyết Sơn, kể lại đại khái chuyện sau khi xuống núi cho Sơn Trung Khách nghe. Sơn Trung Khách vẻ mặt bình tĩnh, không hề quan tâm. Xem ra, đừng nói là huyện Trường Trạch chết ba người mặc áo trắng, cho dù chết hết người, vị này e rằng cũng là phản ứng như vậy. Cái chết của Trần Đại An, Sơn Trung Khách cũng không nói gì. Mấy ngày tiếp theo, Trần Đường không luyện quyền, cơ bản là nằm trong hang núi dưỡng thương, vừa tranh sữa uống với Tuyết Đoàn, vừa ăn nhân sâm mà Sơn Quân không biết kiếm đâu ra. Nhân sâm vị đắng, khó nuốt, nhưng dược lực rõ ràng, mỗi lần Trần Đường chỉ cắn một miếng là cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa trong dạ dày, sau đó tỏa ra khắp tứ chi bách hải, vận hành chu thiên. Nhờ rượu thuốc và nhân sâm, chỉ trong 3 ngày, vết thương trên người anh đã khỏi hơn phân nửa. Chỉ tiếc là không thể ăn nhiều sẽ chảy máu cam. Không chỉ vậy, Trần Đường còn phát hiện ra trên người mình đang xảy ra một số thay đổi kinh ngạc. 3 ngày nay, một lớp da chớt trên người anh bắt đầu bong ra, sức mạnh cũng tăng lên rõ rệt. Trần Đường hỏi,
Tiền bối, đây là dấu hiệu của thoát thai cảnh phải không? Ta đã nhập phẩm rồi. Sơn Trung Khách dựa vào vách đá lạnh lẽo, nhắm mắt, cũng không ngẩng đầu lên, còn lâu mới được. Trần Đường gật đầu, nghĩ cũng đúng, không thể nào nằm trên tuyết sơn 3 ngày không luyện tập mà đã trở thành cửu phẩm võ giả được. Còn có một việc, Trần Đường kể lại cảm giác kỳ diệu mà anh gặp phải khi chiến đấu với sói chúa. Đây chính là nhập thần mà tiền bối nói sao? Ừm, loại cảm giác này, cho dù ta nói trước với ngươi, ngươi cũng khó mà lĩnh hội được. Chỉ có ở bên bờ sinh tử, tự mình trải nghiệm mới có thể nắm bắt được để nhanh chóng khống chế. Đúng là tự mình trải nghiệm rồi, suýt nữa thì mất mạng, Trần Đường thầm nghĩ. Nhập thần rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ở trạng thái đó, ta lại cảm thấy động tác của đối thủ chậm đi rất nhiều? Trần Đường lại hỏi. Không phải hắn chậm đi, mà là phản ứng của ngươi nhanh hơn. Sơn Trung Khách nói, dưới trạng thái nhập thần, ngươi sẽ tiến vào một trạng thái ethereal, đầu óc linh hoạt, tập trung, tốc độ phản ứng tăng mạnh, đây là linh đài minh mẫn. Trần Đường đã từng trải qua trạng thái nhập thần, Sơn Trung Khách nói đến chuyện này thì dễ hiểu hơn nhiều. Trần Đường trầm ngâm suy nghĩ, khả năng nhập thần này, ngươi phải nhanh chóng nắm vững, sẽ rất có ích cho ngươi. Ngươi có thể coi nó như một sát chiêu cuối cùng, nhưng khi giao chiến với người khác thì không thể quá ỷ lại. Thời gian nhập thần có hạn, không quá một hơi thở. Hơn nữa, chỉ có ngủ đủ giấc mới có thể khôi phục. Trần Đường gật đầu, tu vi của anh không đủ, một khi rơi vào hiểm cảnh hoặc gặp phải cường địch thực sự thì sẽ bó thủ vô sách. Sơn Trung Khách hơi ngồi dậy, nghiêm túc nói, đã tiến vào trạng thái nhập thần, đại đa số mọi người đều không nhìn ra được gì, nhưng lại không thể nào qua mắt được tông sư. Khả năng này của ngươi nếu bị người khác nhìn thấu, rất dễ rước họa sát thân, vì vậy, nhất định phải thận trọng. Giọng điệu của Sơn Trung Khách rõ ràng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, Trần Đường trịnh trọng gật đầu. Một lát sau, anh ta dường như nghĩ ra điều gì, nhíu mày nói, tên mập dưới núi đã từng nắm lấy cổ tay ta để xem mạch, hắn ta có thể đã nhìn ra rồi. Sơn Trung Khách hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên sát khí mơ hồ. Ngươi hãy kể lại chi tiết cho ta về dung mạo của người đó và toàn bộ quá trình. Tên mập đó râu ria xồm xoàm, chống một cây gậy trúc còn cao hơn cả hắn. Nghe đến đây, sát khí trong mắt Sơn Trung Khách lập tức biến mất, thân sắc trở lại bình thường. Đợi Trần Đường kể xong, Sơn Trung Khách mới nói, người này ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không hại ngươi. Trần Đường có chút kinh ngạc, hỏi, tiền bối quen hắn sao? Sơn Trung Khách im lặng không trả lời, Trần Đường thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, mà rút đao bên hông ra, vung vài cái rồi hỏi, tiền bối có am hiểu đao pháp không? Sao không dạy ta vài chiêu, luyện quyền mãi cũng hơi nhàm chán. Bộ phục hổ quyền này ngươi vẫn chưa luyện thành thạo. Sơn Trung Khách nói, đừng xem thường chỉ là một bộ quyền pháp, nhưng trong quyền pháp cũng ẩn chứa đạo dùng binh khí. Nắm đấm như búa, ngón tay như kiếm, khuỷu tay đâm như giáo, khuỷu tay chém như đao. Ngươi phải hiểu rằng binh khí là sự kéo dài của cơ thể. Chỉ cần ngươi luyện được thân thể mềm mại dẻo dai, tròn trịa như một, thì dù cầm bất kỳ binh khí nào cũng dễ dàng sử dụng thành thạo. Trần Đường lại bị thuyết phục, hỏi, tiền bối biết nhiều thứ vậy, chắc là cao thủ rồi. Vô dụng, Sơn Trung Khách lạnh lùng đáp lại hai chữ. Còn giả vờ bí ẩn với ta, không nói thì thôi, Trần Đường bĩu môi. Sơn Trung Khách nói, để Sơn Quân đưa ngươi xuống núi, tìm vài con mãnh thú để rèn luyện quyền pháp. Trong gần 20 ngày tiếp theo, Trần Đường ngoài luyện quyền ra, hầu hết thời gian đều cùng Tuyết Đoàn, cùng với các loại mãnh thú mà Sơn Quân tìm đến để giao đấu, rèn luyện võ công quyền pháp. Trần Đường đã luyện phục hổ quyền đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng phải trải qua gần 20 ngày giao đấu rèn luyện, anh mới thực sự hiểu rõ bộ quyền pháp này. Trong những ngày tháng giao đấu liên tục, Trần Đường cũng dần dần hiểu sâu hơn về phục hổ quyền. Chỉ trong 20 ngày, Trần Đường đã cảm thấy sức chiến đấu của mình tăng lên một bậc. Nếu gặp lại Trai Gia, đối mặt với nhát đao bổ ngược đầu của Trai Gia, anh căn bản không cần dùng đến thần chiếu chi lực cũng có thể dễ dàng phản đòn. Hơn nữa, anh đã nắm vững khả năng kích hoạt thần chiếu, có thể tùy thời bước vào trạng thái thần chiếu. Không biết từ lúc nào, Trần Đường đang nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay, Trần Đường đang chuẩn bị cùng Sơn Quân xuống núi tiếp tục tìm mãnh thú để luyện tập, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy bầu rượu đặt ở góc tường. Tiền bối, rượu mua về sao không thấy người uống vậy? Trần Đường hỏi. Đấy mà gọi là rượu à? Sơn Trung Khách nghe vậy cười lạnh, đấy là nước tiểu ngựa, uống hay không tùy ngươi, lần sau không mua cho ngươi nữa đâu. Trần Đường đi tới nhặt bầu rượu lên, uống một ngụm lớn rồi đeo vào bên hông. Đây là rượu đắt nhất Trường Trạch huyện, không thể lãng phí. Sơn Quân cõng Trần Đường và Tuyết Đoàn xuống núi, tìm kiếm mãnh thú để luyện tập. Không lâu sau, một con vượn già bị bọn họ nhắm trúng. Con vượn già vẻ mặt hoảng sợ, khi phát hiện ra Sơn Quân thì đã muộn. Trần Đường và Tuyết Đoàn nhảy xuống, chia làm hai đường lao về phía con vượn già. Đường lui của con vượn già bị Sơn Quân chặn lại, thấy không còn đường thoát, liền đập ngược gầm lên giận dữ, vung hai nắm đấm nghênh đón Trần Đường và Tuyết Đoàn. Hai bên giao chiến, không lâu sau, con vượn già đã không chống đỡ nổi, liên tục lùi bước, Trần Đường thấy lạ, thầm nhíu mày. Vượn vốn nhanh nhẹn, giỏi leo trèo, thân pháp linh hoạt nhất, nhưng con vượn già này dường như có điều gì, luôn bảo vệ phía sau lưng mình,
nên có nhiều động tác lộ ra vẻ vụng về. Trần Đường dồn lực vào hai chân, đột nhiên nhảy lên bên cạnh con vượn già, như hổ đói xuống núi lao tới. Đúng lúc này, từ phía sau vai con vượn già, đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ màu trắng lông xù, lại là một con vượn con. Con vượn con này dường như không biết mình đang gặp nguy hiểm, nằm trên vai con vượn già, mở to đôi mắt đen láy nhìn xung quanh. Ra là vậy, Trần Đường thấy vậy, thế tấn công như hổ đói xuống núi lập tức chậm lại. Con vượn già vì bảo vệ con mình, sợ con bị thương, liền gầm lên giận dữ, đột nhiên bẻ một cành cây, đâm về phía Trần Đường. Lại biết dùng binh khí, Trần Đường kinh ngạc trong lòng, chỉ là một cành cây thì có uy lực gì chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Đường liền cảm thấy trong lòng chấn động. Con vượn già cầm cành cây, lần này lại toát ra khí thế sắc bén, hơn nữa còn phá vỡ thế tấn công của anh. Bốp, cành cây đâm vào ngực Trần Đường, lập tức gãy đôi. Chỉ là một cành cây đương nhiên không thể làm Trần Đường bị thương, nhưng lại khiến anh giật mình. Một con vượn già trong rừng tuyết lĩnh lại biết kiếm pháp, hay là vừa rồi chỉ là trùng hợp? Thông thường, chỉ cần mãnh thú thua Trần Đường và Tuyết Đoàn, sẽ bị Sơn Quân coi như con mồi dệt chớt ăn thịt. Chỉ có chiến thắng Trần Đường mới có cơ hội sống sót. Trên thực tế, nếu Trần Đường ra tay hết sức, con vượn già này tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Nhưng con vượn già này ít nhiều cũng có chút linh tính, hơn nữa còn liều mạng bảo vệ con mình, Trần Đường không nỡ xuống tay. Liền đi về phía Sơn Quân, vừa ra hiệu vừa nói, ta vừa thua rồi, con vượn già này đâm chúng ta rồi, thả bọn chúng đi. Sơn Quân ngồi im bất động, nhìn chằm chằm con vượn già ở phía xa. Trần Đường còn tưởng nó không đồng ý, khi anh nhìn theo ánh mắt của Sơn Quân, thì thấy Tuyết Đoàn và con vượn con đã chơi đùa cùng nhau. Trần Đường mỉm cười, con vượn già ở bên cạnh nhìn mà thót tim, mãi đến khi xác định Tuyết Đoàn không có ác ý mới yên tâm. Nhưng ánh mắt nhìn Sơn Quân và Trần Đường vẫn còn mang theo sự đề phòng cảnh giác. Các ngươi đi đi. Trời dần tối, Trần Đường mới buông Tuyết Đoàn ra, vẫy tay ra hiệu cho con vượn già mang con đi. Con vượn già dường như hiểu được lời Trần Đường nói, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó, con vượn già cõng vượn con đi vài bước lại quay đầu lại, thấy Sơn Quân và Trần Đường không đuổi theo, mới chắc chắn mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Trần Đường nhìn con vượn già đi vào rừng không lâu, vừa định quay người rời đi, thì con vượn già lại cõng vượn con chạy trở lại. Quay lại làm gì? Trần Đường không hiểu. Con vượn già này đến trước mặt Trần Đường, chắp tay như người, cúi đầu chào Sơn Quân và Trần Đường, dường như đang bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, con vượn già chỉ vào bầu rượu bên hông Trần Đường, miệng ú ớ nói gì đó. Ha ha, ngươi muốn uống rượu? Trần Đường không nhịn được cười, không ngờ con vượn già này lại thích rượu. Anh cũng không từ chối, tháo bầu rượu ném cho con vượn già. Con vượn già lại chỉ vào chân Trần Đường, ra hiệu cho họ đợi ở đây. Sau đó, xách bầu rượu quay người đi vào rừng. Qua hồi lâu, đêm đã khuya, Trần Đường đã đợi đến mất kiên nhẫn, con vượn già mới từ trong rừng chạy ra, đưa lại bầu rượu cho Trần Đường. Ánh mắt con vượn già sáng lên, liên tục làm động tác mở nút chai, ngửa đầu uống rượu, trên mặt tràn đầy mong đợi. Muốn ta uống rượu, lần này Trần Đường nhanh chóng hiểu ra. Anh vừa mở nắp bầu rượu, một mùi rượu nồng nàn, thơm phức xộc vào mũi. Chưa kịp uống, Trần Đường đã cảm thấy hơi say. Lúc này, Trần Đường nhìn kỹ, thấy rượu trong bầu dưới ánh trăng trong vắt, hương thơm ngào ngạt. Dù anh không hiểu rượu, cũng ngửi ra được rượu này ngon hơn rượu trong bầu lúc trước gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Trần Đường mừng rỡ trong lòng, không nhịn được ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu mạnh vào cổ họng, ban đầu cảm thấy cay nồng, sau đó trong miệng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, tinh khiết, dư vị kéo dài. Trong dạ dày dâng lên một dòng nước ấm, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Một luồng khí nóng xộc thẳng lên đầu, trong nháy mắt, mặt Trần Đường đỏ bừng. Há miệng uống một hơi cạn bầu rượu, chỉ cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, trên đời lại có rượu ngon như vậy. Rượu ta uống trước đây thật sự là nước tiểu ngựa. Nói xong, Trần Đường ngửa đầu ngã xuống, đã say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lão viên động tác cực nhanh, vội vàng đỡ lấy bầu rượu, đậy nắp lại rồi treo về bên hông Trần Đường. Đêm đó, Trần Đường được Sơn Quân đưa về Tuyết Sơn, tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Kiếp trước, mỗi lần say rượu, tỉnh lại sẽ rất khó chịu. Vừa mới tỉnh dậy, Trần Đường lật người ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, mệt mỏi tan biến hết. Ngươi quả nhiên là bất phàm, Trần Đường vừa tỉnh dậy, giọng nói của Sơn Trung Khách vừa vặn vang lên. Sao vậy? Trần Đường đi vào hang động, tò mò hỏi. Sơn Trung Khách cười nói, Nguyên Hầu nhất tộc thích rượu ngon, mỗi độ xuân hè sẽ thu thập trăm hoa trăm quả, ủ thành rượu. Loại rượu này gọi là hầu tử, hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, là loại rượu thượng hạng, ngàn vàng không đổi. Trần Đường sáng mắt lên, kiếp trước anh cũng từng xem qua một số ghi chép về hầu tử, không ngờ lại gặp được ở đây. Ta đây có một cây sâm núi lâu năm, nếu ngươi trực tiếp dùng, thân thể nhất định không chịu nổi dược lực, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sơn Trung Khách nói, nếu dùng sâm ngâm rượu, có thể từ từ kích thích dược lực trong sâm núi, hòa vào rượu, có thể từ từ uống. Nhưng rượu ngươi mua chẳng khác gì nước tiểu ngựa, phối với cây sâm núi này quả thực là lãng phí. Tối qua ngươi mang đến một bầu rượu ngon, vừa hay là tuyệt phối với cây sâm núi này.
ta đã ngâm cây sâm núi đó vào trong bầu rượu của ngươi, mỗi lần ngươi chỉ uống một ngụm nhỏ là được, uống nhiều sẽ say. Trần Đường vui vẻ nhìn bầu rượu bên hông, hỏi, loại rượu sâm núi hầu tử này ngoài việc uống ngon ra còn có tác dụng gì khác không? Vậy thì nhiều lắm, Sơn Trung Khách nói, cây sâm núi này và hầu tử đều là vật báu trên đời, tóm lại đối với việc luyện võ của ngươi rất có lợi. Mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, thời gian ngươi nhập phẩm sẽ được rút ngắn rất nhiều. Trần Đường nghe xong trong lòng mừng rỡ, vẫn là cái này thiết thực. Mấy ngày tiếp theo, Trần Đường mỗi ngày trước khi luyện quyền đều uống một ngụm nhỏ. Theo từng động tác quyền pháp, dược lực của rượu sâm núi hầu tử tản ra khắp cơ thể, từng tấc cơ bắp. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, Trần Đường phát hiện thân thể mình dường như lại có chút thay đổi. Chỉ cần anh hơi vận kình, trên bề mặt da sẽ nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cứng rắn dị thường. Anh tò mò trong lòng, còn từng lấy đao nhẹ nhàng rạch lên cánh tay, lưỡi đao lướt qua, trên cánh tay không để lại chút dấu vết nào. Tuy anh không dùng nhiều sức, nhưng điều này cũng đủ kinh người rồi. Trần Đường cảm thấy, sức mạnh hiện tại của mình so với một tháng trước đã tăng gần gấp đôi. Hơn nữa, anh mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của bình cảnh, sức mạnh tăng trưởng trở nên cực kỳ chậm chạp. Tiền bối, ta bây giờ có phải đã nhập phẩm rồi không? Trần Đường nhận thấy sự thay đổi của bản thân, lại tìm đến Sơn Trung Khách hỏi. Sơn Trung Khách nhìn Trần Đường một cái, lắc đầu nói, còn kém một chút nữa, vẫn phải tiếp tục luyện. Vẫn phải luyện, Trần Đường cũng không sợ phiền phức. Lúc đầu luyện võ, một phần nguyên nhân là vì báo thù, cũng muốn sinh tồn trong thời loạn lạc này, bị ép buộc mà làm. Đến bây giờ, dù không có nguy hiểm gì, Trần Đường vẫn luyện quyền mỗi ngày, miệt mài không ngừng, cảm nhận sức mạnh bản thân không ngừng tăng trưởng, chiến lực tăng lên. Thêm vào đó là sự khao khát đối với võ công, anh đã thích cảm giác này. Đỉnh cao võ đạo chính là một trong những mục tiêu của anh khi đến thế giới này. Chỉ là độ khó của việc nhập phẩm có phần vượt quá dự đoán của anh. Đúng lúc này, dưới tuyết sơn vang lên tiếng vượn kêu. Mấy ngày nay, lão viên đến đưa rượu ngon hai lần, tiện thể dẫn tiểu bạch viên đến chơi với tuyết đoàn. Lão viên biết vị trí tuyết sơn này chỉ là vì có sơn quân nên không dám tự ý lên núi, liền dùng tiếng kêu để gọi Trần Đường. Chỉ là tiếng kêu hôm nay có chút kỳ lạ. Ta xuống xem thử, Trần Đường từ biệt Sơn Trung Khách, đi xuống núi. Khoảng thời gian tu luyện này, Trần Đường không chỉ sức mạnh tăng lên, thân pháp cũng linh hoạt hơn, đã có thể tự mình lên xuống tuyết sơn. Không lâu sau, Trần Đường đến chân núi, nhìn thấy lão viên đang đi lại bồn chồn trên tuyết, vẻ mặt dường như có chút lo lắng, lần này đến, nó không cõng tiểu bạch viên. Sao vậy? Trần Đường hỏi. Lão viên tuy thông minh, cũng nghe hiểu tiếng người, nhưng lại không thể nói. Lão viên duỗi hai tay ra, trước người như đang ôm thứ gì đó, từ trên xuống dưới so sánh một đường cong, lại chỉ về phía khu rừng đó. Ý gì? Trần Đường không hiểu. Lão viên vẫn làm động tác đó một lần nữa, thấy Trần Đường vẫn không hiểu, lại càng sốt ruột, tiến lên kéo góc áo Trần Đường muốn kéo anh đi. Được rồi, ta biết rồi, đi xem với ngươi, Trần Đường cười nói. Lão viên chạy về phía khu rừng nhà mình, Trần Đường đi theo phía sau. Gần một canh giờ sau, người và vượn mới đến khu rừng đó. Dưới sự dẫn đường của lão viên, Trần Đường đi theo nó vòng vo, cuối cùng đến trước một vách đá dựng đứng. Trên cao của vách đá có một hang động tối om. Lão viên ra hiệu cho Trần Đường cùng nó leo lên. Trần Đường leo lên theo, không lâu sau đã đến trước hang động, cùng lão viên chui vào trong. Đi dọc theo hang động không xa, trước mắt Trần Đường bỗng nhiên sáng sủa. Ánh mặt trời chiếu xuống từ đỉnh hang, phía trước không xa mọc một cây cổ thụ cao chót vót. Rất nhiều vượn lớn nhỏ đang nhảy nhót đuổi bắt trên vách đá và cành cây. Nhìn thấy Trần Đường, rất nhiều vượn đều lộ ra vẻ tò mò. Một con vượn trắng chạy đến bên cạnh Trần Đường, làm động tác giống như đang chắp tay hành lễ với anh. Trần Đường cười lớn, đưa tay xoa đầu tiểu bạch viên. Lão viên vừa ra hiệu vừa chỉ vào dưới gốc cây. Trần Đường không hiểu, đi đến gần mới giật mình. Dưới gốc cây lại nằm một người phụ nữ tuyệt sắc, chỉ là áo bông bị rách nhiều chỗ, thấm máu, không biết người phụ nữ bị thương gì mà hôn mê bất tỉnh. Các ngươi tìm được người phụ nữ này ở đâu vậy? Trần Đường nhíu mày hỏi. Lão viên lại ra hiệu một hồi, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, hai tay sờ soạng trên người mình, cười dâm đãng. Ồ, một đám vượn nhìn thấy cảnh này cũng đều hưng phấn kêu la, nhảy lên nhảy xuống. Con vượn trắng kia dường như cũng hiểu, vội vàng lấy hai tay che mắt, lén lén hé mở khe hở nhìn về phía này. Cỏ, ra rồi mà còn dâm đãng, Trần Đường mắng một câu. Tiền bối nói các ngươi nguyên hầu nhất tộc thích rượu ngon và sắc đẹp, quả nhiên không sai, thật là khôn danh, cái gì cũng hiểu. Đang nói, ánh mắt Trần Đường lướt qua người phụ nữ xinh đẹp kia, lần này, nụ cười của Trần Đường cứng đờ. Không biết từ lúc nào, người phụ nữ xinh đẹp kia đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, đang lạnh lùng nhìn Trần Đường. Thật là ngại ngùng. Trần Đường chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, cái đó, kỳ thực ta không quen bọn họ lắm. Lời giải thích này của Trần Đường có phần gượng gạo, chính anh cũng không tin. Người phụ nữ không nói gì, vẫn cảnh giác nhìn anh. Thôi, Trần Đường cũng lười giải thích, cô nương từ đâu đến? Đến tuyết lĩnh 3.000m này làm gì? Trần Đường hỏi. Người phụ nữ im lặng một lúc mới nói,
ta muốn lên núi tìm Sâm, không cẩn thận rơi xuống khe băng bị thương, là lão viên này cứu ta. Trần Đường thở phào nhẹ nhõm, thì ra là lão viên cứu người. Anh còn tưởng lão già này háo sắc, chạy ra ngoài bắt cóc phụ nữ nhà lành. Cô nương còn đi được không? Ta đưa cô ra khỏi thung lũng, Trần Đường hỏi. Người phụ nữ cố gắng đứng dậy, một bên mắt cá chân dường như bị bong gân, hơi dùng sức, trên mặt liền hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng nàng không kêu lên tiếng nào, chỉ mím chặt môi, ta vẫn đi được, làm phiền công tử dẫn đường. Tuy thấy mắt cá chân nàng bị thương, Trần Đường cũng không tiến lên đỡ. Người phụ nữ rõ ràng còn đang đề phòng anh, tùy tiện giúp đỡ chỉ chuốc lấy sự khó chịu. Trần Đường đi phía trước, dẫn người phụ nữ ra khỏi hang động. Trần Đường phân biệt phương hướng, đi phía trước, người phụ nữ lặng lẽ đi theo phía sau, giữ một khoảng cách. Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, trong lòng vẫn chưa buông bỏ cảnh giác. Người này là ai? Có phải là cùng một bọn với đám người kia không? Hắn ta sao lại xuất hiện ở tuyết lĩnh 3.000 mét? Vừa rồi hắn ta cũng không có hành động gì quá phận, có phải là cố ý hay không? Muốn ta yên tâm, tôi buông bỏ cảnh giác. Người phụ nữ cố chịu những cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Tại hạ Lý Quân Khanh, vẫn chưa thỉnh giáo huynh đài là người phương nào, xưng hô thế nào. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. Trần Đường, người thôn quê, Trần Đường nhàn nhạt đáp một câu. Lý Quân Khanh thầm nhíu mày, người thôn quê sao lại xuất hiện ở tuyết lĩnh 3.000 mét này. Hơn nữa, người này trên người không có cung tên, cũng không mang theo bất kỳ binh khí nào, tay không xuất hiện ở tuyết lĩnh, thật sự quá đáng ngờ. Hai người lại đi qua một khu rừng, chưa đi được bao xa, Trần Đường đột nhiên dừng lại. Lý Quân Khanh trong lòng giật mình, cũng vội vàng dừng bước, có chút căng thẳng nhìn Trần Đường. Có người đến đón ngươi sao? Trần Đường đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Không, không có, Lý Quân Khanh bị hỏi đến ngây người, theo bản năng đáp. Trần Đường thản nhiên nói, vậy thì là đến tìm ngươi gây phiền phức. Lý Quân Khanh nghe vậy lập tức ý thức được điều gì, có chút căng thẳng nhìn lén xung quanh. Nơi này cây cối tùm, tuyết phủ trắng xóa, không có gì bất thường, yên tĩnh không một tiếng động. Tuyết lĩnh vốn yên bình bỗng chốc sát khí bủa vây. Năm bóng người từ phía trước lao ra, một trong số đó tay cầm trường đao, ánh mắt sắc bén, ngay lập tức khóa chặt Lý Quân Khanh. Ngươi đi bắt hắn, ta giết người này, một người quát lên. Lý Quân Khanh giật mình, vội vàng nói, chuyện này không liên quan đến hắn, có gì cứ nhắm vào ta. Đúng vậy, Trần Đường cũng lên tiếng, ta không quen biết hắn, chuyện của các ngươi đừng lôi ta vào. Hai người chỉ là gặp gỡ tình cờ, anh đưa Lý Quân Khanh xuống núi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tên cầm đao cười lạnh, có quan hệ hay không, có quen biết hay không, đều không do ngươi quyết định. Để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể giết ngươi để diệt trừ hậu họa. Bốn người còn lại đều ăn mặc như thợ săn, nghe vậy đồng loạt dương cung lắp tên, nhắm vào Trần Đường phía trước. Còn muốn giết ta, Trần Đường sắc mặt không đổi, cũng không nói nhảm với bọn họ, cứ dựa vào bản lĩnh vậy. Vèo vèo vèo, cung như trăng tròn, tên như sao băng. Đám người này không nói hai lời liền bắn tên, không chút lưu tình, đều nhắm vào những chỗ hiểm yếu trên người Trần Đường. Ngay khi tiếng cung vang lên, Trần Đường đã chuẩn bị sẵn sàng, hạ thấp người xuống, cả người như mãnh hổ lao vút ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ anh chỉ đang đi trên tuyết, động tác này quả thực như hổ xuất chuồng, khí thế phi phàm. Bốn mũi tên đều bắn trượt. Trần Đường cúi thấp người, chạy như bay, trong tầm mắt của một tên thợ săn, không thấy bóng người, chỉ thấy tuyết bay mù mịt, như một con mãnh hổ khát máu lao tới. Chưa kịp lại gần, đã có một luồng gió ác ập đến. Tên thợ săn này như ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng trấn tĩnh lại, tiếp tục dương cung lắp tên. Mũi tên xé gió, tiếng rít chói tai. Trần Đường ẩn mình trong tuyết, nghe thấy động tĩnh, không hề giảm tốc độ, hai chân dùng sức mạnh mẽ nhảy vọt lên không trung. Ba mũi tên bên cạnh lại bắn trượt, mà tên thợ săn phía trước đã lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy cảnh này, khẽ cười lạnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người bọn họ săn bắn nhiều năm ở tuyết lĩnh, phối hợp ăn ý, tưởng chừng ba mũi tên bắn trượt, nhưng thực chất là để tạo cơ hội cho hắn. Một khi ở giữa không trung, không có điểm tựa thì rất khó né tránh, mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, mũi tên này nhất định trúng. Cho dù người trước mắt có thể đỡ được, thân hình cũng sẽ bị cản trở, ba tên thợ săn còn lại sẽ tiếp tục bắn tên. Cứ như vậy luân phiên, đối phương căn bản không có cơ hội thở dốc. Vèo, hắn buông dây cung, mũi tên bắn về phía Trần Đường đang ở giữa không trung. Trần Đường đang ở giữa không trung, thấy mũi tên bắn tới, không hề hoảng hốt, cố hết sức nghiêng đầu né tránh. Xoẹt, lưỡi tên sắc bén sượt qua má Trần Đường. Nhưng kỳ lạ là, không hề có máu chảy ra, ngược lại phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Trên má Trần Đường chỉ để lại một vệt trắng. Một tháng khổ luyện, ngày đêm chém giết với mãnh thú, vô số lần trải qua sinh tử mài giũa, cuối cùng cũng thể hiện ra hiệu quả đáng sợ. Khoảng cách giữa hai bên vốn không đến 10 trượng, giờ phút này, tên thợ săn thấy bắn trượt, Trần Đường tốc độ không giảm, nhảy vọt lên không, như mãnh hổ xuống núi, oai phong lẫm liệt, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt. Tên thợ săn này muốn dương cung lắp tên đã không còn kịp nữa. Á, tên thợ săn hoảng sợ kêu lên.
đánh người trước tiên đánh vào tinh thần, tên thợ săn này tinh thần hoảng loạn, không còn sức phản kháng. Trần Đường từ trên không trung bổ xuống, hét lớn tung ra một quyền hổ hình phách quyền, như diều bổ núi, bổ thẳng vào đầu. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên. Khuôn mặt tên thợ săn bị Trần Đường một quyền đánh lõm vào, mặt mũi biến dạng. Sau một thoáng dừng lại, người này bị đánh bay ra xa mấy trượng, chết ngay tại chỗ. Hai tháng ma luyện, Trần Đường đã sớm thoát khỏi ràng buộc của kiếp trước, cũng chút bỏ sự chất phác của kiếp này, ra tay như sấm sét, quyết đoán tàn nhẫn. Bất kể giữa đám người này có ân oán gì, đối phương muốn diệt anh thì anh cũng không cần phải nương tay. Tiếng tên xé gió lại vang lên. Trần Đường thân hình thoát một cái, lại rời khỏi vị trí cũ, né tránh mũi tên phía sau, đồng thời thuận tay cướp lấy cung tên của tên thợ săn này. Lý Quân Khanh đang chạy về phía khu rừng lúc đến, mà tên cầm đao kia thì bám sát phía sau. Trần Đường thân hình một động thái, cũng lao về phía khu rừng. Vào rừng, nhờ có cây cối che chắn, mối đe dọa từ cung tên của ba thợ săn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Đã muốn giết ta, vậy thì đừng hòng ai đi. Nhiệm vụ của Bạc Nghiêm chỉ là bắt sống Lý Quân Khanh, vì vậy hắn bỏ mặc những người khác, lập tức đuổi theo Lý Quân Khanh. Còn sống chết của những người khác không liên quan gì đến hắn. Ngươi chạy không thoát. Thấy Lý Quân Khanh khập khiễng sắp chui vào rừng, Bạc Nghiêm quát lớn, vươn tay định túm lấy vai Lý Quân Khanh. Vút, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng động lạ, Bạc Nghiêm biến sắc, vội vàng dừng bước, xoay người sang một bên, vung đao chém mạnh về phía bên cạnh. Xoẹt, một đao chém trúng đuôi mũi tên, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém đứt mũi tên. Bạc Nghiêm toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, mũi tên này khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Đao chém trúng đuôi mũi tên, điều này có nghĩa là nếu vừa rồi hắn chậm một chút, mũi tên này đã xuyên qua lưỡi đao, bắn thủng đầu hắn. Điều đáng sợ hơn là sức mạnh khổng lồ phát ra từ mũi tên này. Hắn dùng một tay cầm đao chém vào mũi tên, vậy mà cảm thấy cánh tay hơi tê dại. Bạc Nghiêm nhìn về hướng mũi tên bắn tới, đồng tử co rút lại. Thiếu niên kia không những không chết, mà còn cầm cung tên đang lao về phía này, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Phía sau hắn, ba thợ săn cũng đang chạy tới. Thiếu niên vừa rồi còn tay không, trong nháy mắt đã có cung tên trong tay, còn thợ săn thì mất một người. Không đến ba nhịp thở, thiếu niên này vậy mà đã giết người cướp cung, người này là ai? Trong đầu Bạc Nghiêm lóe lên vài ý nghĩ, thiếu niên kia đã đến gần hơn. Nếu không phải hắn liên tục nhảy nhót lăn lộn để tránh mũi tên của ba thợ săn bắn tới, thiếu niên kia e rằng đã đến trước mặt hắn rồi. Bạc Nghiêm do dự một chút, vẫn không để ý đến thiếu niên, xoay người vào rừng, đuổi theo Lý Quân Khanh. Lý Quân Khanh mới là mục tiêu của chuyến đi này. Bạc Nghiêm vào rừng không lâu, Trần Đường và ba thợ săn cũng lần lượt xông vào rừng. Trong rừng, mối đe dọa từ cung tên đã giảm đi rất nhiều. Mỗi một cây cổ thụ đều có thể làm nơi ẩn nấp. Chỉ cần Trần Đường di chuyển giữa các cây cổ thụ đủ nhanh, cho dù có ba thợ săn nhắm bắn, cũng rất khó bắn trúng hắn. Vào rừng, Trần Đường xoay người, lợi dụng cây cối làm lá chắn, chủ động tiến về phía ba thợ săn. Ba thợ săn thấy một bóng người lướt qua, không cần suy nghĩ, giơ tay lên bắn một mũi tên. Tuy nhiên, những mũi tên này đều bắn trượt, ghim vào thân cây. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, trong nháy mắt, Trần Đường đã đến gần một trong những thợ săn chỉ còn cách 50 bước, cả hai đều nấp sau những cây đại thụ. Người thợ săn này hơi nghiêng người, để lộ nửa người, dương cung lắp tên, nhắm vào cây đại thụ mà Trần Đường đang nấp. Chỉ cần Trần Đường xuất hiện, mũi tên này của hắn chắc chắn trúng. Ta đã khóa chặt hắn rồi, người thợ săn này đột nhiên hét lớn, các ngươi mau lại đây. Đúng lúc này, sau cây đại thụ, bóng người lóe lên. Người thợ săn này tinh thần căng thẳng, vừa thấy bóng người, không cần suy nghĩ liền buông tay. Mũi tên như sao băng, xé gió bay đi, không ổn. Người thợ săn này vừa buông tay đã thầm kêu không ổn. Trần Đường căn bản không xuất hiện, vừa rồi chỉ là hắn giả vờ, cố ý để lộ sơ hở. Mà ngay khi hắn buông tay bắn tên, Trần Đường từ phía bên kia của cây đại thụ lao ra. Mũi tên đã lên dây. Gần như cùng lúc, mũi tên mà người thợ săn này bắn ra, sượt qua vỏ cây. Mũi tên của Trần Đường bắn xuyên qua cổ họng người thợ săn này. Hai người thợ săn còn lại vừa đến gần, định ra tay giúp đỡ, liền thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hãi. Hai người vội vàng tìm một cây đại thụ gần đó ẩn nấp, không dám manh động. Vừa rồi hai người nhìn thấy rất rõ, người bạn đồng hành của họ đã rất cẩn thận, chỉ để lộ nửa người, vậy mà vẫn bị một mũi tên bắn chết. Kỹ năng bắn cung của thiếu niên này còn cao hơn cả bọn họ. Bạc Nghiêm, ngươi nhanh lên, chúng ta không chống đỡ nổi. Một người thợ săn nấp sau cây, hét lớn. Giọng nói của người thợ săn này đột ngột dừng lại. Một mũi tên xuyên qua thân cây, thẳng tắp bắn xuyên qua đầu người thợ săn này. Hắn trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, chết ngay tại chỗ. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, hắn tìm một cây đại thụ gần đó ẩn nấp, nhưng thân cây này không đủ to, cộng thêm khoảng cách giữa hai bên rất gần, mũi tên này của Trần Đường xuyên qua cả thân cây và người. Trong nháy mắt, bốn thợ săn chỉ còn lại một người, người này sợ đến mặt mày tái mét. Xông lên chủ động tấn công bị một mũi tên phản sát, nấp sau cây vẫn bị một mũi tên bắn xuyên.
Bọn họ đây là gặp phải người nào, ai mới là con mồi? Người này cả người đều nấp kín, không dám ló đầu, chỉ hướng về phía Trần Đường bắn loạn xạ, sau đó quay đầu chạy ra khỏi rừng. Vút, tiếng mũi tên xé gió vang lên. Người thợ săn này cũng coi như có kinh nghiệm, không cần suy nghĩ liền lăn một vòng. Hắn vừa mới đứng dậy, phía sau lưng liền truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắn cảm thấy một cơn đau nhói như xé rách. Thân thể hắn hoàn toàn mất kiểm soát, bay lên không trung, ngã về phía trước. Hắn cố nén đau, theo bản năng nhìn xuống, một mũi tên đã xuyên qua ngực, xuyên qua người hắn, mũi tên dính đầy máu tươi. Lại vài tiếng xé gió vang lên, mấy mũi tên liên tiếp bắn tới. Sức va chạm mạnh mẽ khiến thân thể hắn bay lên, ghim chặt hắn vào cây cổ thụ. Bốn thợ săn, toàn bộ bỏ mạng trong tuyết.